Em hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm bi sang khăn sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thăng sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thâm măng sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp pháp lần ta. Ta ti dâm bị sân khăn sa đa năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca hát năng ni thi tâm pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ ma phần tê, dạ chúng con xin vâng. Na na thi ba ta vừa ra mặt đi sẽ có cái năng sắc mạng dạ mi. Con xin vâng về điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na vừa ra mặt đi sẽ có bất năng sa mạc giao mi. Còn xin quay về điều học là khi tránh xa sự trộm cắp cà mê su mi cha cha ra vừa ra mặt đi sẽ có bất năng sa mạc giao mi. Còn xin quay về điều học là khi tránh xa sự tà hạnh muộn xa qua đam về là mạnh đi sẽ khó và đang sống mạnh giao mi. Còn xem qua dự điều học là quý tránh xa sự nói dối sự là mê ra nhằm mạnh và ma đắc hà nam về là mạnh đi sẽ khó và đang sống mạnh giao mi. Còn xem qua dự điều học là quý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta huê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cõi tránh xa sự sát sanh. A ni na da da huê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cõi tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mi cha cha ra quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cõi tránh xa sự tài hạnh mu sa qua đa quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cõi tránh xa sự nói dối su ra me ra ya ma cha ba ma đắt tha na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cõi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất xa. Di ma ni ban cha si kha ba đa ni sa tu kang ka tua ngap ba ma de na ni cha ka lang sa ma rak ki ta bang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra mọi việc hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À ma phần tê, dạ chúng con xin vâng. Si lê na su ca tinh yon ti, si lê na phu ca sâm bát đàn, si lê na ni phu tinh yon ti ta sâm mai, si lăng vị su tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải an thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thu lành thay.
Uttamang gena guande hang bada ban sum varuttamang Bhutte yo kalito do so bhutto kamatu tang mamang Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đảng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con Uttamang gena guande hang thammang cha du vit tham ta warang thamme yo kadito do so thammo kamatu tang mamang con xin hết lòng đành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con Uttamang gena guande hang sangkhang cha du vitho tamang sangke yo kalito do so sangko kamatu tang mamang con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con Dạ Nam Mô Bích Tha Giá con kính nhân biết cho Thượng Tọa đến Thượng Tọa Hoan Hỷ và chúc phúc cho Phật tử chúng con ạ. Hoa tu sa pa mang ga lang ra khan du sa pa he wa ta sa pa tu cha ai sa pa tham ma sa pa sang kha ai nu pa we na sa da so thi Phật hoành tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người tê ra tha la tha su vi ta vi run ha bút tha sa sa ne ro ga su vi ta ho tha sa ha sa be Thị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Akasatha cha bhummatha dewa naga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang sakhang tu sasanang Akasatha cha bhummatha dewa naga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang sakhang tu ratthake Akasatha cha bhummatha dewa naga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu nyayo akasatha cha bhummatha dewa naga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang sakkhang tu banino akasatha cha bhummatha dewa naga mahitika nhân ma nu mô đặng tu chi đăng tắc khăn tu nô sa đa chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thiện ngữ rõ thân mỗi đều long vương thành lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyển thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh đăng ký chi cứu sa la cầm bằng ca ta bằng ki đi dằng ma ma ca về na qua cha ma na sa ti đa se gu su ga tăng ca tăng về sát ta say ni no a thi về sát ta A sanh ni nô ca tăng bùn nhăng pha lăng mây hăng sắp bê pha ghi pha quanh tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đi nắng bùn nhăng na pha lăng mây ya dê cha ta tha na cha năng tí đế qua gần tòa ni quê đa dùm
sắp bê lô ca hi dê sách ta chi quanh ta ha ra hê tu ca ma nôn nhăn phô gia năng sắp bê la phần tu ma ma sê sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành về nhà đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cùng trời đau lợi thở nhà ngài chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thấu bằng ngài chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rầy lại đêm hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thật sanh an mạng trường xin thao phước bao cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng ý đăng vô nhà ti năng hồn tu sukhita hồn tu nhà ta dồ ý đăng vô nà ti năng hồn tu sukhita hồn tu nhà ta dồ ý đăng vô nà ti năng hồn tu sukhita hồn tu nhà ta dồ do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hàng được an vui y đằng quá tà buồn nhằn đà nằng à sa quát khá già quá hằng hồ túc a na gát tề cà lề xin cho sự phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi trong ngày vị lai. Dạ con Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con cũng thay mặt tràng và cùng đạo tràng đồng kinh tham bảo và xin giới và đã xong thì vừa phải lẽ thì con xin dâng cái nít lại cho hình cho chị Nhật Huỳnh để chị Nhật Huỳnh điều khuyết chương trình tiếp theo ạ. Alo 123 123 quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? Kính chào chư thiện nam tín nữ thiện hữu tri thức. Nghe rõ ha? Đồng hồ của chúng tôi mới 4:27 4:27 tức là đáng lẽ còn 3 phút nữa mới hết chương trình ha, Sít Tâm Phương. Nhưng mà khi nghe Sít Tâm Phương tụng kinh, nhất là cái bài dân kinh bà Hồ Thướng á, những bài trước thì thôi xí xóa đi hả, bởi chắc là bận rộn sao đó rồi Sít Tâm Phương bị phóng tâm. Nhưng mà cái bài dân kinh á, Sít Thanh Hoàng không nghe hả? Sĩ có thể chạy ra rồi lấy chớn chạy vô là nghe được à? Còn không thì coi như reset lại, set up lại thì có thể nghe rõ. Trong cái bài văn á, thì Sĩ Tâm Phương đặt một chữ nghe quá rõ. Đó là chữ qua cha. Qua cha là lời nói ha. Nhưng mà Sĩ Tâm Phương đọc quá cha. Nghe chữ quá cái tự nhiên thấy ủa sao ngộ vậy, mà trên văn kinh làm gì có chữ quá cha trong đó mà Sĩ Tâm Phương đọc nghe rõ quá. Nếu lần sau đọc qua thì Sĩ Tâm Phương chú ý ha, để cho là hai trường âm thông thường qua cha ha, chứ không phải là đọc quá cha nghe sợ quá rồi ai dám vô. Khi mà hồi hướng mà đọc quá cha vậy thì coi như hồi hướng coi như các vị ở nghề cũng sợ nữa. Cố gắng ha, chính lại chữ qua cha, hai cái trường âm thông thường ha. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sinh hoạt tùy duyên, bởi vì thời gian của chúng ta chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ theo chương trình.
Thì hôm trước cũng có một sự đề nghị nửa tiếng đồng hồ này để luôn cho huynh pháp hữu, nhưng mà có hai ý kiến. Một ý kiến là giữ nguyên chương trình, tức là 5 giờ cho đến 6 giờ rưỡi. Một ý kiến nữa là coi như để dành cho huynh pháp hữu, bởi vì có nhiều khi huynh pháp hữu sinh hoạt đến 7 giờ đồng hồ, tới 7 giờ mới chấm dứt. Quý vị cũng phải biết rằng một cái vị giảng sư thì khi mà trình bày một cái pháp môn nào đó, một đề tài nào đó, thì phải trình bày cho hết ý. Sợ rằng mình nói ra những người khác nghe hiểu lầm, thì đó là một cái điều nó tồi tệ nhất. Cho nên muốn trình bày một cách rõ ràng hết ý thì phải có thời gian. Thời gian thì chị muốn nhường cho huynh pháp hữu trọn vẹn trong ngày hôm nay. Nhưng mà hai ý kiến, một ý kiến thì nói chúng ta vẫn sinh hoạt tùy duyên trong vòng nửa tiếng, còn một ý kiến thì 5 giờ hoặc là 5 rưỡi, thì thời gian đó là để cho huynh pháp hữu. Nhưng mà rồi huynh pháp hữu cũng nhất trí rằng 5 giờ tới 6 giờ rưỡi. Vậy thì thời gian nửa tiếng này chúng ta ôn lại những cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng còn bóp, còn khuyết điểm, còn sơ sót. Trường hợp ví dụ như có sĩ tâm pháp ở đây, chúng tôi cũng nêu lên cái vấn đề đó. Sĩ tâm pháp sinh hoạt trong room này, sĩ cũng là người các room khác đến, chứ không phải là thuần túy của năm tông. Nhưng mà rồi những cái sự thắc mắc thì sĩ tâm pháp điện thoại cho chúng tôi, hoặc là những cái bài kinh mà không hiểu, đọc không có thông, thì chúng tôi nói với sĩ tâm pháp là hãy thâu âm lại để rồi đọc đi đọc lại cho nhuần nhuyễn. Và sĩ tâm pháp đã thành công, nhất là cái bài thỉnh pháp sư, cái giọng kệ của sĩ Maha Paduma ở trên mạng thì quý vị cũng thấy ha. Thì sĩ tâm pháp có thể là một truyền nhân của sĩ Maha, giọng kệ của sĩ tâm pháp nên là đã thành công. Thì như vậy còn những bài kinh khác, sĩ Quyên Trang rồi sĩ tâm pháp, hoặc là một vài vị trong room này có chỗ nào đọc mà cảm thấy rằng không có ổn thì đọc cho chúng tôi nghe, và chúng tôi nhiều khi ghi âm gửi qua bên đó cho các vị đó, và từ từ chúng ta sửa sai để có được một cái giọng kinh tương đối hoàn chỉnh. Thì cái ngày sinh hoạt tùy duyên ngày thứ hai là cái ngày mà chúng ta giống như là phê và tự phê những ưu, những khuyết điểm nào mà chúng ta cảm thấy rằng ồ, đối với đạo tràng chúng ta chưa được ổn định. Thì chính cái giây phút này là cái giây phút mà chúng ta có thể học thầy không thầy học bạn, quý vị thảo luận với nhau trong vòng nửa tiếng và nêu lên những cái điều mà quý vị trăn trở, để rồi trong đạo tràng của chúng ta nhắc nhở, khích lệ lẫn nhau. Thì chúng tôi thấy thời gian mà nửa tiếng đồng hồ không thể để mà sinh hoạt một cái điều gì nó tốt đẹp đối với một vị giảng sư, hoặc là một cái vị mà coi như là nếu một thời khắc ngắn thì cũng không đủ thời gian. Cho nên quý vị hoan hỷ, chúng ta sinh hoạt tùy duyên, nói là những ưu và khuyết điểm khi chúng ta đến với cô rung này trở ngại như thế nào, nhờ các huynh đệ tỷ muội chúng ta có thể giải quyết lẫn nhau. Thì cái thời gian này là thời gian của quý vị, quý vị cứ mạnh dạn
coi như là anh em sinh hoạt trong một gia đình. Chúng ta mời cha mẹ, hoặc là có cha mẹ, hoặc là cha mẹ vắng, thì cũng tự đùm bọc lẫn nhau. Quý vị nghĩ sao? Chúng ta nói lên cái điều này rất là thiết thực, bởi vì chúng ta cũng chuẩn bị đi Đà Lạt rồi, cho nên xe nó hẹn là cái giờ tới nè. Cho nên quý vị hãy sinh hoạt trong pháp luật hòa, bởi vì trong cái sự hòa hợp đó chúng ta mới giải tỏa được tất cả những cái gì khó khăn, những cái gì chúng ta cảm thấy rằng ồ, chỗ này là trở ngại. Bây giờ hỏi Ngài Thiệu Tông thì ngại quá, rồi quý vị lại gặp ông già khó chịu này, cứ hay sửa lưng hoài thì thấy cũng kỳ quá. Thôi bây giờ huynh đệ tỷ muội của chúng ta ngồi xích lại gần nhau, bởi vì mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa Phật là con một nhà. Khi đã là con một nhà thì chúng ta dễ tâm sự ha, dễ tâm sự. Thì như vậy quý vị nhất trí ha. Cái ngày sinh hoạt tùy duyên nửa tiếng đồng hồ ngày thứ hai ở Việt Nam, quý vị cứ thoải mái, rồi cảm thấy rằng những cái điều này căng trở quá không giải quyết được, rồi chúng rồi ngồi chơi xe nước ha. Nếu rảnh quý vị đưa lên ý kiến đó, chúng tôi cảm thấy ồ cái này khó quá, rồi ngày chủ nhật nhờ ngài Diệu Tông. Quý vị nhất trí không? Alo, những cái điều chúng tôi trình bày không phải là nói xấu ha. Có nhân chứng đàng hoàng ha, không phải hồi nãy giờ là nói xấu sư Tâm Pháp, sư Nguyên Trang hoặc là những người khác, mà bây giờ có sư Tâm Pháp ở trong room này. Mà thời gian này đối với sư Tâm Pháp rất là khuya, nhưng mà cũng đến với đạo tràng. Quý vị thấy cái niềm tin đối với Tam Bảo rất là tuyệt vời. Vậy thì mở màn cho buổi từ duyên này, xin mời sư Tâm Pháp, và chúng ta cũng chuẩn bị đi. Kính chúc đạo tràng sinh hoạt vui vẻ. Mời bàn tay sư Tâm Pháp. Alo. Khi mà con đọc cái con được khen,
con háo thắng và bắt đầu con đọc. Thì con chỉ cảm thấy sao cho cái giọng đọc cho nó hay. Nhưng mà lúc ngày chỉnh sửa đó, thì lúc đó con mới trực tỉnh lại, con mới thấy nguy hiểm quá. Khi mình đọc quá thì phải tâm phải luôn thành kính, không cần phải là cái giọng hay, mà cái âm quan trọng nhất là đọc phải cái âm phải thật là đúng. Và lúc cái tâm lúc đó chú vào cái bài pha, cái bài kinh á, thì tự nhiên mình đọc nó sẽ đúng rất là nhiều. Và nó làm cho mình càng ngày càng đọc, không biết sao. Khi mà con thấy là khi mà chăm chú đọc á, Bali mà đọc á, nói lần đầu mình đọc á thì hay bị vấp. Nhưng mà đọc tới đọc lui hoài và chăm chú á, thì hình như cảm thấy cái lực âm của mình đọc á, càng ngày nó càng nhuần nhuyễn và nó rất là mạnh. Và cái mỗi lần đọc cái từ nó phát ra một cái lực rất là mạnh. Con không biết khi mà con đọc á, cái tâm con mà chú vào đó, thì thường thường á, tâm con nó đọc trước và cái miệng con bắt đầu nó mới đi theo. Thì lúc đó, những cái lúc vậy đó, thì đọc á, nó sẽ rất là trôi chảy. Còn đọc mà cái tâm mà không để ý vào đó, thì đọc nó cứ bị khựng và nó cứ vấp hoài à. Thì con khi mà con thấy Bali học rất là khó, không có để đơn giản. Chính con được ngài chỉ dẫn rất là nhiều, thậm chí con đọc mà những lúc con vẫn còn rất là sai, con cảm thấy nó vẫn còn rất là khó, chứ không có đơn giản. Nếu mà đọc cho đúng cái âm, cái giọng theo cái vần của Bali đó, thì phải nói là luyện rất là nhiều. Phải là con đọc một cái từ đó như văn kinh, cái là con đọc một cái từ đó con phải đọc tới đọc lui. Khi mà nó nhuần nhuyễn rồi, bắt đầu con mới đi tới nữa, thêm đoạn nữa, đã tới đoạn nữa, rồi con mới ráp lại một đoạn nữa, mà con đọc hoài. Chứ không phải là khi mình đọc kinh rồi bắt đầu mình mới lật ra mình mới đọc, thì lúc đó nó, mình đọc như vậy nó không có đủ thời gian, nên phải ngồi, mình phải học, phải đọc suốt hoài, lần sau mà cho nó thuần nhuyễn luôn. Thì may ra thì mình mới có thể đọc được 50%. Rồi còn phải để ngày còn có lại rất là nhiều. Chứ đối với con là Bali không có đơn giản. Thì con có bao nhiêu đã chia sẻ, con cũng kính chúc ngài hôm nay chuyến đi Đà Lạt thường lợi bình an. Con kính chúc ngài cả sức khỏe tốt. Và con hát kính dâng mít đến đạo tràng Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhiều quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhiều quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Và cảm ơn chị Metta Thiện Vũ Tâm Pháp và nhiều quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mời Kim Nhung lên chia sẻ đi. Cảm ơn Kim Nhung. Mời Kim Nhung lên cầm mic chia sẻ đi. Thật sự là con thú thật với đạo tràng. Đây là con thú thật. Không thể dối người dối mình. Hôm nay là con định trốn luôn rồi.
con không có vô đầu tràng luôn, con đã làm cái câu của Kinh Pháp Hữu gửi cho Ngài luôn rồi. Dạ, là con định lặng. Nay con, mắt con nó không có ổn. Con thật sự là tâm con bị lui sụp. Tâm con bị lui sụp, nghĩ người ta làm á, người ta học, người ta làm á, cũng có ngày nghỉ, người ta làm 6, người ta làm mà 6 ngày thì người ta cũng nghỉ được ngày. Hoặc là người ta học có một ngày, người ta nghỉ tới 6 ngày. Ví dụ như những người học trò của Kinh Pháp Hữu đi. Và anh ta học có Thanh Hoàng cứ không nghe hoài. Những người học trò mà của Kinh Pháp Hữu đợi chừng nào mà sắp tới giờ Vinh vô thì mấy vị này mới vô học. Còn bình thường cái room này hoạt động 6 ngày trời. Tự nhiên cảm thấy, ồ tại sao vậy? Tại sao mình sao cứ phải học hoài vậy? Phải làm hoài vậy? Buông room ra là chạy sắp chạy ngửa. Để nói nghe tâm pháp, thú thật luôn, nhiều mình thú thật luôn. Không thể dối người dối mình. Nên là nghĩ là bữa nay nó quý vị thật sự thật tình luôn, là lặng nghỉ một bữa đi để lo công việc này công việc khác tùm lum ta la, nghỉ ngơi một bữa đi. Thì đã có ngày hôm nay có tâm phương tụng kinh nè, rồi chỉ chia sẻ có 20 mấy phút à, thì đạo tràng dư sức chia sẻ rồi. Dạ Nhật Quỳnh thú thật à, nhưng mà nghe ngài đi Đà Lạt rồi ngài bỏ rung nó này kia, nhìn tới nhìn lui dần sau giờ trời thôi phải sức đầu lộ diện thôi mà cũng phải thú thật thôi. Nói đầu cảm mình là nói không nổi luôn, hồi nãy có nhắn với chị Meta luôn rồi. Dạ là định trốn rồi đó. ngày mai là ngài dạy Bali thì bây giờ là Như Quang thì cũng có việc không có vào đạo tràng được rồi, nên lấy sức khỏe để ngày mai trực chiến. Nhưng mà chịu không nổi. Theo thường người ta nói là ngứa nghề đó quý vị, chịu không nổi nên lại phải chức đầu lộ diện. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ mà rất là xa thú tâm pháp, là tâm sự của tâm pháp là cũng tâm sự của Nhật Quỳnh. Dạ con kính chúc ngài thượng độ bình an. Dạ tâm sự của tâm pháp là cũng là tâm sự của Nhật Quỳnh, là mỗi khi mà Nhật Quỳnh mà được ngài mà rầy á, không biết quý vị thì sao không biết, nhưng mà trong dung này có 3 đứa, Nhật Quỳnh là 1, tâm pháp là 2, Trà Khúc là 3. Cứ hãy mỗi lần bị rầy thì đứa này nói đứa kia, may quá có tâm đó. Tâm Phương cũng bị rầy nhiều lắm nha, nhưng mà không có tâm sự. Nhưng còn tụi này 2 tâm sự với nhau, mỗi lần cũng bị rầy nữa nha. Trời ơi, nghĩ mình còn may quá, mình còn qua may quá, ngài còn có sức khỏe ngài rầy mình. Để ngày nào ngài không có sức khỏe rầy mình thì mình cứ lầm lũi mình đi, thì mình sẽ đọc kinh sai. Thật sự đến bây giờ nhiều khi quý vị biểu như mình giải đi, trời ơi thân mình còn chưa xong nữa giải ai nha. Mình học trò còn học chưa xong nữa mà mỗi khi Nhật Quỳnh thấy quý vị mà bị sai rồi bị thư đầy, Nhật Quỳnh hay nói một câu, nếu không sai không phải là học trò. Dạ, cái đầu Nhật Quỳnh luôn chấp nhận cái sự đó, sai không phải học trò, nên cứ an vui đi. Ngài còn dạy mình được, ngài còn rây mình được, tai ngài còn thính để nghe được mình đọc sai là phước đức lắm rồi. Đến một ngày nào đó ngài không nghe được, dạ ngài không nghe được mình đọc tùm lum tà la mà không nghe được thì ai mà sửa cho mình đây. Bây giờ đó quý vị cũng đã từng đi rung này rung kia rung nọ rồi, phải không? Đây Nhật Quỳnh tâm sự nha, còn có mấy phút nữa. Dạ rung này rung kia rung nọ, quý vị có thấy cái vị nào mà sửa quý vị đọc bởi đi không? Nhật Quỳnh không biết quý vị có như thế nào, chứ riêng bản thân Nhật Quỳnh chưa có vị nào sửa bởi đi hết. Thậm chí ở bên Trung Pháp Cú Kinh Chuyên Đề, Đại Đức Pháp Tính còn nói sao không? Dì ơi,
ở cái room này học có 2 ly với 2 ly rưỡi hay gì ơi. Là như vậy đó quý vị nha. Nên chỉ có cái room Phật giáo năm truyền này thôi. Nha, là ngài chịu khó ngồi nghe mình đọc. Ngài chịu khó ngồi giảng từ ly từ tí. Và phải đứa nào mà đọc sai một cái là không có thể qua ngài được đâu. Chỉ trường hợp ngài bận việc ở dưới đất, ngài không có ngồi đó thì thôi. Chứ mà ngài ngồi đó rồi mình Nhật Quỳnh bị hoài, tới bây giờ vẫn bị như thường quý vị. Bởi Nhật Quỳnh rất là thích được trả bài. Tại vì trả bài mới thấy được cái sai của mình. Không trả bài mình cứ tưởng mình giỏi lắm, mình hay lắm. Nhưng thật sự là không có giỏi hay gì hết. Nhất là bà đi quý vị, rất là nguy hiểm. Rồi Nhật Quỳnh mời Tâm Phương nha. Thấy bàn tay của Tâm Phương. Alo, dạ không biết còn thầy ở đó không, chắc là có. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Ủa đi rồi, thầy đi rồi hả Tâm An, ở Nhật Quỳnh. À, ố chú thơ hư thôn đi rồi, đừng chừng nói ai nghe đây. Thật ra hồi xưa lúc mình còn đi học á, mà mình thì mình cũng hơi bị chất chất, nên nhiều khi nói không có đúng đó Nhật Quỳnh. Cái bị mấy thầy mà bị xử rồi đó, hay bị la hồi à. Hồi tới cái giờ đó là mình trốn, mình đi, mình không muốn đi học nữa. À, rồi có nhiều khi bây giờ mình vào room á, mấy lúc mà mình chưa phân tích được á, trường âm đoạn âm á, mà mình bị sai á, rồi cái ngày cái la hồi á, à, mình cũng thôi mình trốn luôn. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ lại rồi, không nên trốn mà phải dương ra. Tại vì á, nghe nói thầy bây giờ đã 81 tuổi rồi, thì bây giờ thấy sức mạnh của ngài cầu, ngài cần la mình á, thì mình phải vui lên để chỉ để đón nhận cái đó. Chứ thôi nếu mà một ngày đó mà ngài nằm xuống rồi thì mình không còn nghe được cái tiếng nữa. Nhiều khi suy nghĩ vậy cái mình phải đi vào room lại. Thôi kệ, nhiều khi mình đặt thấy cũng đúng, mình cũng cố mình đặt cho đúng, mà thầy cũng nói là sai, thôi kệ cũng được. Thảo dạ con dạ, cứ đọc. Thì chính vì cái la để mình còn nghe được cái tiếng của thầy, cho nên mình rất là vui vẻ, không bao giờ mình buồn phiền cái vấn đề gì cả đó. À, mình chỉ có tâm sự. Còn bây giờ nếu thật ra là cái mình vào cái room này là trước Nhật Quỳnh đó, nhưng mà cái sự kiên trì của mình nó với lại cái công việc của mình nó không có giống như Nhật Quỳnh. Và hơn nữa là Nhật Quỳnh có một cái tâm đạo rất là mãnh liệt, mình phải nói như vậy đó. À, không có bỏ giờ nào ngày nào ấy. Chừng mình thì nói chung mình cũng dễ vui quá, mình dễ vui quá, cho nên chị mình bị mất một cái độ. Mà mình ở đây là mình nói thật sự là mình tuyên dương nhất là Nhật Quỳnh. Quỳnh định mình được tuyên dương. Rồi bây giờ thì không biết là cái qua cái mùa dịch này rồi mình không biết còn nữa hay không. Chứ cái đợt mình vào là có tâm pháp rồi đó. Không biết rồi mình có trường, nhưng mà mình chắc có lẽ mình lớn tuổi rồi, mình cũng phải cố gắng để mình vào để mình đọc kinh, đọc kệ và mình nghe được ngày nào đỡ ngày đó. Chứ còn thật ra là mình cũng không có dễ vui nữa. À, mình trước hết là mình cảm ơn Nhật Huỳnh cũng đã vào room và cũng tạo điều kiện cho các thiện nam tín nữ vào room Phật giáo năm truyền duy trì. Thì đó là một điều mình nói thật ra là mình rất là mến Nhật Huỳnh. Và thấy Kim Nhung cũng mới vào mà công nhận là Kim Nhung rất là ok luôn đó. Giỏi dễ sợ luôn, học rồi phân tích học phi diệu pháp rồi đó. Còn mình thì thôi, mình quá u mê luôn. À, nên là bây giờ mình chỉ có cái lời tâm sự nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ còn thật ra là cũng cố gắng lắm. Cố gắng hồi xưa đi Phật tử là không có đọc kinh nhiều đâu nghe. Toàn là đi học kệ, rồi học, rồi đến, rồi chơi, cái đồ dân hoa đó thôi, chứ còn không có học kinh nhiều như bây giờ. Rồi bây giờ mình vào đây mình phân tích được đâu, cái mình hoan hỷ, mình cứ vào đông hoài đây. Cho nên chị mình xin nhường biết lại cho hình như có chị Nhật Đông này. Học kính mời chị Nhật Đông đi, lên nói chuyện tí cho nó vui, chị Nhật Đông, đến Kim Nhung.
Dạ. À, chị Như biết là chị gì đằng Đông à? À, Đông, à, đằng Đông, đằng Đông ơi. À, Tâm Hương làm địa chỉ rồi. Dạ, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Dạ, làm gì ở đây mà có rặng đông? Dạ, rặng đông thì ở Việt Nam. Lý do là giờ này là buổi sáng phải không Tâm Pháp? Dạ, cảm ơn chị Nita. Dạ, nhưng mà xích rặng đông thì không có. Dạ, ở đây không có xích rặng đông. Chỉ có cùng chị Nita. À, hoặc là Kim Nhung hoặc là Xích Niệm Từ chứ ở đây là không có rạng đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ quý vị ơi, còn có mấy phút nữa thôi, à, nói thì chạy cho nó hết giờ thôi. Dạ, kính chào Lê Ngọc Diệp, à, Hoa Trăm Ba vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì còn mấy phút nữa một chút đó, Tâm Hương lên thỉnh Pháp Sư nha, khi Vinh Pháp Hữu nhào ngang Nhục Quỳnh nghỉ xả hơi đi. Dạ, lời trầu lên chút thôi, Nhật Quỳnh sẽ trực room nơi này kia để có việc gì thì Nhật Quỳnh có thể của sao Kim Nhung chạy mất tiêu rồi. Kim Nhung trải qua rồi nè. Thì Tâm Hương thỉnh Pháp Sư rồi đi nha. Bữa nay làm bộ giỏi bữa đi, chạy nó sai đi rồi sẽ đúng thôi. Mình đừng sợ mình sai, chỉ sợ rằng mình không thấy cái sai của mình thôi. Nhật Quỳnh quan niệm vậy đó quý vị. Nhật Quỳnh quan niệm, Nhật Quỳnh không có sợ sai. Nhưng mình thấy được cái sai thì mình sẽ sửa. Còn mình không thấy sai của mình thì, và không có vị nào chỉ cái sai mình thì mình không có sửa được thôi. Có người chỉ sai cho mình và mình chấp nhận sai thì Nhật Quỳnh không có sợ. Cái thứ hai nữa cũng cảm ơn nha, cảm ơn Duy nha. Cái thứ hai nữa đó, Nhật Quỳnh cũng thú thật với quý vị là sức khỏe ngài Trí Đức á, không có ổn lắm đâu. Chẳng qua là ngài còn chút sức nào là ngài dắt hết chút đó thôi. Chứ quý vị có biết không, có hai cái đầu gối ngài có lúc là không đi được luôn, quý vị biết không? Dạ, nhưng mà ngài không có trên, ngài không có than, dạ, không có nói năng gì hết á. Dạ, chứ còn sức khỏe ngài không có ổn lắm đâu. Nên là ngày nào mình còn học được thì cố gắng học đi quý vị. Chứ còn mai mốt mình muốn có người dạy cũng không có đâu. Nhật Quỳnh đi vòng rồi. Dạ, đi vòng cả 8-9-10 năm nay rồi. Đi vòng rồi. Không có ai mà dạy Bali như ngài Trí Đức dạy đâu. Dạ, Nhật Quỳnh nói thật luôn. Rồi. Rồi, Kim Nhung có cầm mít thì cầm đi. Dạ, còn có mấy phút thôi. Để rồi chút nữa có Vinh Pháp Hữu vào thì mời Tấm Phương thỉnh Pháp Sư. À. Rồi, mời Kim Nhung. Dạ, alo ạ. Dạ, em kính lễ ba ngôi, em dạ thưa con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ ân Đức Phật, con kính lễ ân Đức Pháp, con kính lễ ân Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, chị Nhật Huỳnh ơi, hôm nay em có tâm sự cũng giống như chị vậy đó chị ơi. Hồi sáng em mở mắt ra là gần 4 giờ rồi, em cũng tính hôm nay em chuồn, em cũng thú thiệt là em chuồn, tại vì cũng thấy mình cũng lui sụt cái tâm quá. Từ khi mà vô tới cái room 8 năm truyền cho tới hôm nay thì đã được 2 tháng, hơn 2 tháng. Thì 2 tháng qua ngày nào em cũng dậy từ 3 giờ rưỡi. Em thấy mình cũng mệt mỏi. Thì em hôm nay em cũng tính thuê mình nghỉ trễ một chút, khoảng 5 giờ mình vô. Xong rồi tự mình thấy mình lại phản. Mình lại nhìn thấy mình lại, ủa sao tâm mình sao kỳ quá. Rồi em lại thấy mình cái đời sống mình nó không có dài. Rồi ngài không được khỏe nữa. Tại sao ngài cố gắng vô mà mình không vô. Rồi có các chị cũng cố gắng mà mình lại không vô. Tự nhiên như vậy, cái rồi cái tâm em nó thúc giục em phải vô. Thế là em lại cố gắng em đi vô. Dạ em, cái đó là cái tâm sự của em hôm nay. Nó là như vậy. Còn khi em đến với Phật giáo Nam Truyền thì em cũng nói thật là em xin cảm ơn. Cảm ơn của em là cảm ơn trong ngoặc, chứ không phải cảm ơn bình thường. Cảm ơn của em là nó đóng ở trong cái ngoặc, là em cảm ơn COVID. Dạ. Tại vì nhờ có cái duyên COVID
không đi đâu, thế rồi mình cũng không đến chùa, không có tiếp xúc bạn đạo. Rồi em cũng lang thang trên mạng, rồi em gặp được cái ban talk, em gặp được Nguyên Như, rồi Nguyên Như hướng dẫn em vô ban talk, rồi em cũng đi lên tìm hiểu và được Phật giáo Nam truyền, và em được gặp ngài cùng các chị. Em rất là hoan hỷ. Em xin cảm ơn sự hướng dẫn của chị Nhật Huỳnh. Những thời gian ban đầu là khi em còn bỡ ngỡ. Dạ, em xin cảm ơn các chị Tâm Phương, chị Trần Đạo. Em cảm ơn tất cả các chị Meta nữa. Dạ, đã đến giờ, dạ em xin xuống mic ạ. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Dạ alo. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính dạ kính chào Huynh Pháp Hữu. Dạ mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tán mùi hương, pháp màu ánh sáng phi trường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời những chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhậm vương lộc giá ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giám vang toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn năm. Cả tam giới thừa ẩn phổ cập, đám mưa lạnh rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ trích rõ ràng, thỉnh ngài thi pháp nôi đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vang toàn. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ dạ tất cả thiện nam tín nữ cùng Tâm Phương đã thỉnh Pháp Sư. Dạ kính nhường mic lại cho Huynh Pháp Hữu để Huynh thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ xin Huynh nhận mic. Dạ, kính cảm ơn chị Tâm Phương, còn kính lễ sư Trí Đức, kính lễ quý sư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn Qua Trăm Pa và Ngọc Thanh. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Rồi, như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp, xin tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakkasangho Sanghang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng,
Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo, con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý, nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục, bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Nhật Phật. Thì chúng tôi có nhờ chị Nhật Quỳnh thỉnh thoảng đưa lên cái thông bản thông báo có cái link. Thì mời các anh chị bấm vào trong đó để vào cái link xem cái dàn bài của buổi nói chuyện. Các chị chắc có vào được. Khi chúng tôi trình bày, nếu mà được nghe liên tục thì cho số 1 hoặc là cái bông hồng. Nếu có bị vấn đề trục trặc thì xin cho số 2 để chúng tôi biết và chỉnh sửa. Bây giờ thì mời các anh chị vào trong cái link của cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Đó là chương 7 của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh thật và cái chết của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Ngài viết ra với mục đích là giới thiệu, trích lục, hợp tuyển một số các bài kinh trong tạng A Hàm, bộ A Hàm của Hán Tạng, dịch từ tiếng Hán sang tiếng Anh. Đầu tiên là những cái bản kinh tiếng Phạn, rồi chư tăng Trung Quốc cũng như một số chư tăng ở Ấn Độ mới đem những cái bản kinh đó vào Trung Quốc để mà truyền bá đạo Phật. Cách đây cũng khoảng nhìn lại cũng khoảng gần 2.000 năm trước, khoảng 600-700 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Rồi chư tăng dịch từ đó, ở đó dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, và cái bản tiếng Hán được lưu truyền cho đến bây giờ. Thì có bốn bộ A Hàm, mà bây giờ thì các nhà học giả Phật học xem như là tương đương với lại bốn bộ Nikaya trong Phật giáo Nam truyền của lưu trữ ở Sri Lanka rồi truyền bá sang Đông Nam Á đến Việt Nam ngày hôm nay. Thì bốn bộ A Hàm đó là Trường A Hàm, tương đương với Trường Bộ Kinh của Nikaya; Trung A Hàm, tương đương với Trung Bộ Kinh; Tạp A Hàm, tương đương với Tương Ưng Bộ Kinh; và Nhất A Hàm, tương đương với lại Tăng Chi Bộ Kinh. Bây giờ, ra khoảng 50 năm gần đây, người tiền phong là Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, một số các nhà chư tăng, nhà cao tăng học giả đã giới thiệu bên cạnh bộ Nikaya dịch ra tiếng Việt và những cái tiếng nước khác. Bây giờ thì đã bắt đầu giới thiệu bộ A Hàm này để cho mọi người biết, chúng ta cùng biết, có thể để mà so sánh, đối chiếu. Cũng có những gì rất là nhiều điểm tương đồng, nhưng mà cũng có một vài điểm khác biệt. Những điểm khác biệt đó là do cái sự khác biệt trong khi sưu tập và kết tập kinh điển của những cái bộ phái khác nhau. Bởi vì chúng ta nhớ rằng trong cái thời kỳ phân chia bộ phái khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì có 18 tới 22 bộ phái. Thì mỗi bộ phái như vậy họ có một cái bộ tam tạng riêng kết tập. Ra đôi khi vì vấn đề truyền thông, chúng ta nhớ rằng ngày xưa không có điện thoại, không có máy thu thanh, thu âm, không có internet, không có computer, không có những cái phương tiện về số như bây giờ, chỉ là ghi nhớ trong đầu rồi truyền tụng bằng miệng, tụng tới tụng lui nhớ,
cho tới khoảng đầu thế kỷ công nguyên, tức là khoảng 600 năm sau thì mới bắt đầu viết xuống Lá Bối. Mà Lá Bối thì cũng không có được để lâu nữa. Thì khoảng 100 năm là nó tàn úa, nó bị hư mọt hết. Các ngài cũng phải chép đi chép lại như vậy. Trong cái tiến trình ghi nhớ rồi truyền tụng bằng miệng 500 năm, 600 năm, rồi sau đó là ghi xuống Lá Bối hay là Lá Buông đó, rồi chép tới chép lui thì chúng ta cũng thấy không thể nào tránh những cái sự, những cái điểm, những một số những sai sót. Điều đó chúng ta phải nhớ, ghi nhớ và chấp nhận, không có, nó là một cái dữ kiện lịch sử, mình chấp nhận, mình hiểu và chấp nhận. Đó là chưa kể khi mà Chư Tăng đem những cái bản kinh Lá Buông đó vượt cái qua sa mạc theo con đường tơ lụa, đi lên miền qua A Phú Hãn, Afghanistan, rồi lên trên miền Bắc, từ đó truyền vào trong sa mạc, từ sa mạc mới đi vào Trung Quốc. Hành trình rất là khó khăn, gian khổ như vậy thì cũng không có thể nào tránh được cái sự thất thoát. Thất thoát. Và khi mà đến Trung Quốc rồi thì chúng ta nhớ là người Trung Hoa, người Trung Quốc ngày xưa là không có cái truyền thống ghi nhớ bằng đầu, trong đầu rồi truyền miệng. Họ chỉ có cái đó là chỉ là văn hóa Ấn Độ, chứ văn hóa Trung Quốc không có vấn đề, không có quen. Ra phải ghi xuống, nhưng mà cũng may mắn là lúc đó thì người Trung Quốc họ ra sáng chế ra được bột giấy, làm ra giấy. Thử những cái bên đó sau khi được các ngài ngồi lại với nhau lập thành một cái ban dịch thuật, dịch ra từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Trung Quốc, tiếng Tàu, rồi mới khắc số những cái bản gỗ, rồi từ những cái bản gỗ đó mới là lấy, mới in ra lên trên những cái tờ giấy và lưu truyền như vậy đến bây giờ. Thì sau khi mà đã khắc xuống bản gỗ rồi thì tương đối không có còn thay đổi nhiều nữa. Mà trong cái quá trình từ lúc thỉnh kinh từ bên từ bên Ấn Độ đi qua hành trình, đi qua xuyên sa mạc cho tới những cái hang động ở bên Trung Quốc, rồi ngồi xuống và lại với nhau để mà dịch ra tiếng Trung Quốc, thì mình thấy nó cái thế nào cũng có những sự sai sót, thế nào cũng có những cái chỗ thêm chỗ bớt này kia, biên tập lại, sắp xếp lại. Thành rửa ra khi mình đọc, mình hiểu những cái điểm chính trong cái quá trình lịch sử như vậy đó, mình thông cảm mà mình không có cứng nhắc, không có vội vàng phê phán. Cái điều đó, cái điều thường xảy ra, mình nên cố gắng tránh cái chỗ đó. Mà cũng không được, không có đặt lên một cái khung tưởng, một cái khung hình, một cái tiêu chuẩn lý tưởng nào được hết. Những cái gì chúng ta thưởng ngày hôm nay chỉ là có đến các giá trị tương đối mà thôi. Nhưng mà chúng ta tri ân, chúng ta quý, trân quý, bởi vì đó là những gì chúng ta có. Và chúng ta cố gắng làm sao tìm hiểu và so sánh đối chiếu từ nhiều nguồn nhau. Cái điều đó thì nó đòi hỏi những công phu tỉ mỉ và đòi hỏi một cái đầu óc khách quan, bình tĩnh, không có cực đoan mà cũng không có vội vàng. Mình có nhiều khi mình hơi hối hả, mình thích có cái gì có kết luận chắc chắn chắc nịch mà ngắn gọn, chứ không có thích những cái kết luận lòng vòng dài dòng. Chỉ thích một cái đoạn, một cái cả một cái tiến trình lịch sử cả 2000 năm mà mình chỉ muốn phê phán thành một hai câu thôi để nhớ thôi, như vậy là đủ rồi, thỏa mãn rồi. Thì cái điều đó mình phải cẩn thận, không thể nào làm được. Cái điều đó là cái điều mà lý tưởng không có thể thực hiện được. Nó đòi hỏi một cái tiến trình dài nhiều năm bỏ ra và phải nghiêm túc. Phải, nếu mà mình có bận rộn, không có nhiều thì giờ, thì mình có thể dựa theo những cái bản tóm tắt, những cuốn sách, những lời giảng của các vị khác trong cái thời đại ngày hôm nay. Nhưng mà đừng có thỏa mãn, mà đừng có chủ quan, đừng cho rằng như vậy là đủ, như vậy là đúng, đúng tuyệt đối là cái điều đó phải cẩn thận. Lúc nào mình cũng phải cởi mở và ghi nhận những cái việc sự hiểu biết của mình là có thể còn thiếu sót, mà cũng có thể còn sai nữa. Chúng tôi hay dùng cái chữ sai sót, là có thể sai mà có thể sót nữa. Đôi khi mình thấy là đúng nhưng mà nó cũng không đầy đủ, tức là sót, có sai mà có sót.
Để mà mình khi mà mình công nhận như vậy, mình nhìn nhận như vậy, thì mình có một cái tâm, một cái đầu óc sẵn sàng học hỏi thêm. Có điều đó, nhiều khi mình ở ngoài đời mình có nhiều chuyện bực mình rắc rối rồi mình vào đạo thì mình muốn nó có một cái lời giải liền. Mình có người muốn người khác là học cho mình, rồi cho mình một cái câu kết luận liền. Mình đặt cái câu hỏi là muốn người ta cho mình cái câu kết luận liền, nếu mình rồi mình tin theo thôi, chứ không cần tìm hiểu thêm. Đó là một cái thái độ mình gọi là Đức Phật gọi là mù quáng. Đừng có vội tin mà cũng đừng có vội bác bỏ. Ghi nhận, có những cái gì mà mình thấy thích hợp thì mình theo, còn cái gì không thích hợp thì cũng đừng có bỏ, mà chỉ để tạm thời, để qua một bên thôi. Biết đâu về sau là mình lại thay đổi ý kiến, hoặc là mình cái khả năng hiểu biết của mình được rộng mở hơn, rồi mình quay trở lại những vấn đề đó, thì mình sẽ thấy mình trân quý những cái gì mà các vị khác đã tìm tòi thấy được, mà lúc đầu thì mình không đồng ý, không thích, nhưng mà bây giờ mình lại thấy được, thấy chấp nhận được, rồi mình sẵn sàng điều chỉnh cái sự hiểu biết cũng như cái kết luận tạm thời của mình. Nên nhớ như vậy là cái điều đó là chúng tôi xin nói từ cái kinh của chúng tôi trong cái tiến trình tìm hiểu cũng như thực tập trong mấy chục năm qua, mặc dù bản thân chúng tôi cũng chưa đi đến đâu đâu, cũng còn phải học hỏi nhiều lắm, mà bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa. Bây giờ mình có nghĩ rằng là chúng tôi thích đọc cái cuốn sách này là bởi vì giúp cho mình thấy cái thời gian không còn nữa. Bây giờ là mình đau đớn đủ thứ bệnh, đau nhức trong người, rồi thấy cái chết cũng cần kề. Bạn bè lần lượt ra đi, những người thân, những người biết mình quen biết, ngày nào cũng hầu như ngày nào chứ cũng thường xuyên nhận được cái tin buồn. Người này chết, người kia chết, chết mà chết già cũng có, mà chết bất đắc kỳ tử cũng có, chết qua bệnh cũng có. Mình thấy cái đời sống nó ngắn ngủi lắm. Và cũng phải mình ráng tìm hiểu thêm. Nhưng mà cái điều chúng tôi muốn chia sẻ ở đây là mình phải có một cái tinh thần cầu học, sẵn sàng học thêm, sẵn sàng xét lại những cái hiểu biết của mình, và sẵn sàng thay đổi cái đường lối cũng như cái ý kiến, cái hiểu, cái nhìn của mình. Cái điều đó khó, biết sai nhưng mà ngại sửa. Đó là cái tâm lý của đa số, vì lý do tự ái hay là vì địa vị hay vì quyền lợi cái gì đó. Cái điều đó mình nên cố gắng mình tránh cái tinh thần đó. Biết sai sẵn sàng sửa. Đó là cái điều chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Thì để nhắc lại những cái các anh chị nào đã quên hoặc là còn mới, thì chúng tôi xin mời các bạn đi vào trong cái link đầu tiên, cái biểu đồ đầu tiên, cái dàn bài đầu tiên. Đây là tóm tắt cái dàn bài của cuốn sách, gồm có 24 chương. Ngài Tỳ Khưu Anarayo ngài chia ra làm hai phần rõ ràng, bệnh và chết. 12 chương đầu, từ chương 1 đến chương 12 nói về cái bệnh, những lời Phật dạy có liên quan đến bệnh, nhất là bệnh nặng, đau đớn gần chết này kia. Ngài dạy chúng ta phải nhìn cái bệnh, cái đau đó như thế nào, phải chịu đựng như thế nào. Và 12 chương kế thì nói về cái chết, là tới đến những cái lúc mà gần chết hay là chúng ta bị bệnh là không có thể chữa được rồi, vô phương cứu chữa, chỉ chờ chết thôi, thì chúng ta cái thái độ chúng ta như thế nào. Có những cái lời khuyên rải rác ở trong trong kinh Tạng. Và ngài trích ra thì đầu tiên mục đích của ngài là lấy từ cái bộ A Hàm của Hán Tạng để giới thiệu cho người Âu Mỹ, nhưng mà đồng thời ngài cũng đề cập so sánh đến những cái bài kinh tương đương ở trong Tạng Nikaya của Nam truyền nữa. Nhưng mà trong cuốn sách thì ngài không có liệt ở trong, không có ghi xuống, nhưng mà chỉ liệt kê thôi. Nên ra mình, nhưng mà mình có sẵn, chúng ta bây giờ có sẵn ở trên mạng rồi, thì mình có thể lấy xuống, lấy những cái bài kinh Nikaya đó xuống, rồi mình đọc song song với lại những cái bản dịch kinh A Hàm mà ngài đề cập ở trong cuốn sách này. Đó là cái
cái kinh nghiệm của chúng tôi, mình đọc như vậy mình thấy hứng thú, thấy có những điểm tương đồng, cũng có những cái điểm khác biệt nhỏ nhỏ, nhưng mà đa số là tương đồng, ra mình có cái niềm tin, đây là những đó là những cái lời dạy chung cho tất cả các bộ phái Nam truyền cũng như Bắc truyền. Và những cái điểm chung này, nếu mà đã bị chung rồi thì ác hẳn là những cái điểm nguyên thủy, điểm gốc, có cái gốc chung. Nên là mình chỉ nhìn vào những cái điểm chung đó mình tìm hiểu. Đó là hai chương, từ chương 12 đến chương 24. Và cuối cùng có phần kết luận. Còn cái phần kết luận là cái phần mà chúng tôi thấy rất là thực dụng, thực hành. Đó là cái nguyên tắc của Ngài Analayo trong những cuốn sách sau này. Thì trong cái phần này thì Ngài đưa ra giải thích chi tiết cách áp dụng của bài kinh Girimananda của Đức Phật và khuyên giải Ngài Girimananda để đối diện với cái chết, cái bệnh như thế nào qua 10 pháp quán tưởng, 10 cái cách quán tưởng khác nhau, 10 cái đề mục khác nhau. Và cái phần này thì chúng tôi thấy rất hay, rất thực thành, rất thực tiễn, thì chúng tôi đã dịch ra tiếng Việt và có nhờ một số anh chị ở Việt Nam in ra thành một tập sách nhỏ thôi. Và có tháng 2 vừa qua chúng tôi có về Việt Nam rồi đi khắp nơi, từ Sài Gòn có 3 buổi nói chuyện, rồi ra Đà Nẵng có 3 buổi nói chuyện, rồi ra Hà Nội, Nam Trung Bắc đầy đủ, có thêm 3 buổi nói chuyện nữa, là tổng cộng là 9 buổi nói chuyện để trình bày giới thiệu cái tập sách nhỏ này mà chúng tôi vẫn đọc và áp dụng thường xuyên, bởi vì mình thấy rất là hữu ích, có ích lợi cho những cái ngày tháng, những cái năm tháng còn lại trong cuộc đời của mình. Bây giờ là bắt đầu đối phó với cái bệnh liên miên, cái bệnh, cái đau, cũng như là những cái quan tâm về cái sự chết. Và nhất là trong thời gian này chúng ta bị giới hạn đi lại, có nhiều thì giờ ở nhà hơn và đọc báo này nọ, thấy thông tin về corona, về con virus đó, ngày nào cũng có người chết, nhưng mà không có nơi này thì nơi khác trên thế giới. Mình thấy rõ như vậy, cái chết nó đến bất cứ lúc nào, mà ai cũng chết, không thể tránh được. Và một mình cũng tới như vậy thôi, cũng không chắc gì mình sống lâu đâu, có thể mình sống thêm 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, mà cũng có thể mình sống một hai ngày nữa thôi, không biết được. Đức Phật cũng có nói, trong kinh cũng có nói, chết là chắc chắn, không tránh được. Nhưng mà không biết chết lúc nào, có thể chết bất cứ lúc nào. Mình dự tính vậy đó, mình tính là mình sẽ sống cho tới 80, 90, để mình tính như vậy, rồi mình để mình hoạch định cái công việc làm ăn hay là sinh sống của mình thôi. Nhưng mà đừng có chắc chắn, không ai biết trước được, biết sẽ ra đi nhưng mà không biết đi lúc nào. Và cái điều thứ ba là điều quan trọng hơn nữa, là khi mình ra đi phải làm sao cố gắng ra đi nhẹ nhàng, đừng có luyến tiếc. Nó khó lắm. Có nhất là mình khi mình đau đớn này nọ cũng khó, nhưng mà mình cố gắng tập cho nó quen, rồi biết đâu để đủ phước duyên thì cái lúc đó có chư tăng hay là có những người thân ở trong nhà có hiểu biết nhắc nhở cho mình để mình ra đi nhẹ nhàng. Và cũng nhớ rằng khi mình ra đi rồi, mình ra đi với bàn tay trắng, không có mang theo được gì hết, không mang theo được của cải, tiền bạc, danh vọng, chức vụ hay cái gì hết, nhà cửa là bỏ lại hết, chỉ có một cái mình mang được là mà không, dù muốn dầu không cũng phải mang theo thôi, không cũng không được, nó dính chặt với mình qua bên kia thế giới, qua cái kiếp sau, đó là cái nghiệp của mình, chỉ có một thứ đó thôi, chứ còn ngoài ra vợ con, chồng con, tình nhân, rồi chức vụ, tiền bạc, của cải, xe hơi, nhà lầu, không có mang theo được, bỏ lại hết. Chỉ có một cái giàu muốn giàu không là nó dính chặt với mình, nó đi theo với mình, đó là cái nghiệp. Nghiệp thiện cũng có mà nghiệp ác cũng có. Mình là người phàm nhân thì cái nghiệp trắng, nghiệp đen lẫn lộn với nhau. Thế mình nhớ như vậy để cũng là hình thức thức tỉnh, đánh thức cho mình, để nhắc nhở cho mình luôn luôn là mình, bởi vì mình chỉ mang theo cái đó, thành ra bây giờ mình phải tạo những cái nghiệp thiện. Dĩ nhiên không ai mà muốn mang cái nghiệp xấu làm gì, mình muốn tạo nghiệp tốt. Và nghiệp tốt là qua thân, qua khẩu, qua ý. Qua thân, qua ý là đầu tiên. Nói vậy nhưng mà người lượt ra lại thì tiến trình tự nhiên là phải có cái ý tốt, cái đó. Ý thiện. Rồi tôi không phải tự nhiên cái ý mà nó đưa cái
Dĩ nhiên là cái ý làm chủ, nhưng mà mấy cái kia mình phải tập. Như cái miệng, có ý rồi qua cái miệng, rồi qua cái thân. À, những cái lời nói của mình, mình cũng phải tập. Mình không phải cần phải nói qua Mỹ, nói kiểu bóng bẫy hay là nói lôi cuốn như mấy ông chánh trị gia. Cái chuyện đó là chuyện khác. Mình không, nếu mà mình không có cái khả năng đó thì mình ít ra mình cũng có thể tập được là mình nói đàng hoàng, nói tử tế nhẹ nhàng, dùng những cái lời nói nhẹ nhàng cho nó nghe được, không có đụng chạm xúc phạm tới ai, à, không có chửi mắng ai. Nếu mình không thích thì mình chỉ nói ra một cách nhẹ nhàng thôi. Cái điều đó cũng cần, và cũng nói đến khi nào cần thiết, chứ không phải lúc nào cũng nói. À, mình phải cố gắng. Và cái thân, cái thân tức là những cái hành động của mình, mình hành động như thế nào, mình làm thế nào, hành động của mình cũng để ý cố gắng. Và trong cái thời buổi bây giờ là nó hành động này nó bao gồm luôn cả mấy cái ngón tay mình chết qua điện thoại, hay là mình chết ở trên màn hình, chết qua máy tính, trong những cái diễn đàn chẳng hạn như trong PowerTalk này, hoặc là trong Facebook, hoặc là trong Twitter này kia, trong những cái mạng xã hội. Đó là cái hình thức vừa khẩu vừa thân, tức là mình diễn tả cái ý của mình qua hai ngón tay. Mình cũng phải biết cẩn thận, đề phòng. Đó, cái điều đó càng khó hơn nữa. Khó là bởi vì đó là trong cái mạng hư ảo, mình không có thấy ai hết á. Mình cứ giấu mặt, giấu qua mình qua một cái tên, một cái nick nào đó. Tên không ai biết mình thật sự mình là ai. Chẳng hạn như tôi tên Bình, nhưng mà trong vào trong này tôi lấy cái tên là Pháp Hữu. Nếu mà những người không quen thì cũng biết không biết Pháp Hữu là ai. Không biết mặt mũi cái ông Pháp Hữu này sao, ông nói ông sống bên Úc mà có thật hay không. Có thể là ông đang sống bên Canada, bên Mỹ hay nào đó, mà ông nói láo, ông muốn giấu thì ông nói ông sống ở Úc. Mình cũng không biết được. Mặt mũi của ông như thế nào mình cũng không biết. Rồi ông sinh hoạt thì sao cũng không biết được. À, khi mình thấy vậy, mình cảm thấy an tâm. Mình không có sợ người ta biết tới mình. Nhưng mình sinh ra mình hay nói không đúng, nói láo, nói dối. À, cái điều đó, hoặc là mình nói quá lời, khi mình mắng nhiếc hay là mỉa mai hay là phóng đại chuyện này chuyện kia, mình không có sợ, bởi vì mình có cái cảm tưởng là mình núp trong một cái vỏ an toàn, một cái tên giả, một cái nhân thân giả, không ai biết đến mình, rồi mình ra mình có cái sự tung hoành đó là cái nguy hiểm. À, ngay cả bản thân chúng tôi vậy thôi cũng phải tự nhắc nhở như vậy. Cái kinh nghiệm chúng tôi hoạt động trên Internet từ năm 95 tới giờ, tức là 25 năm rồi. Chúng tôi có kinh nghiệm như vậy. Và mình rút tỉa, mình biết, mình cũng còn những thói hư tật xấu, cũng ham danh, ham lợi đủ thứ chuyện, nhưng mình biết. Mình biết để mình cố gắng sửa. Thì đó là những gì chúng tôi muốn xin chia sẻ như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề ngày hôm nay. Trong cuốn sách có 12 và có 24 chương. Và đồng thời các anh chị theo cái bản, cái biểu đồ này thấy có hai cột. Một cái cột bên trái là nói về mục lục, các anh chị thấy được ha. Còn cái cột bên phải cũng rất quan trọng, tức là Ngài Analyo, Ngài rất là tinh tế, Ngài cẩn thận lắm. Ra bên cái cột bên phải là nói có 24 cái chủ đề giáo thuyết. Tức là mỗi một cái chương như vậy có liên hệ đến một chủ đề giáo thuyết nào. Để cho những ai mà muốn học hỏi thêm thì dựa vào đây tự tìm kiếm thêm những cái bài kinh hoặc những cái bài giảng có liên hệ đến cái chủ đề đó. Chẳng hạn như bữa nay chúng ta sẽ nói về chương 7, chịu đựng cơn đau trong tỉnh thức. Chương 7 là đó, thì trong đó có nói về những cái hạng chư thiên. Thì mình có thể tìm hiểu thêm cái vai trò của chư thiên trong Phật giáo như thế nào. Trong khi trong cái thời gian Đức Phật còn tại thế thì có nhiều loại người trời ở trên trời, những cái vùng trời, những cái cõi trời khác nhau đến nghe, học hỏi cũng như giúp đỡ chư tăng. Thành thử ra mình đọc thêm, tìm hiểu thêm cái sự hoạt động cũng như đóng góp của chư thiên theo cái nhìn của người Ấn Độ thời đó. Bây giờ mình có thể đặt cái câu hỏi, có nghi vấn, bởi vì thật sự ra chúng tôi cũng nói thẳng thắn, tôi là một người phàm mắt trần, sắc thực trần, mà cái chỉ có hai cõi chúng ta thấy chắc chắn là có rồi, chắc chắn là có mà có tiếp xúc được, đó là cõi người với cõi thú. Trong Phật giáo có 6 cõi thì chúng ta biết chắc chắn có 2 cõi rồi, bởi vì mình tiếp xúc mỗi ngày mình thấy rõ ràng, mình có thể sờ đụng sờ mó này nọ, nghe âm thanh này kia,
Còn mấy cái cõi kia thì mình thật sự là chúng tôi cũng chưa có thấy mức độ tinh thông, chỉ có những cái cảm nhận có những cái chúng sinh ở những cõi khổ, chẳng hạn như là những cái khùng ma lang thang này nọ, có cảm nhận có khi mình có thể tiếp xúc, nhưng mà không chắc chắn. Chúng tôi xin nói như vậy, nói là không có thì cũng không đúng, mà nói mà có chắc chắn thì cũng không dám nói. Nhưng mà có thể nói là chúng tôi có những một vài cái kinh nghiệm, một vài cái cảm nghiệm, có cảm nhận là mình có tiếp xúc. Thứ hai là cái cõi thiên, cõi trời, ba loại chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà cũng có một cái cảm giác, cái cảm nhận là có tiếp xúc, nhưng mà chỉ qua cái kinh nghiệm thôi, chứ còn không có dám nói quả quyết chắc chắn nữa. Ra chúng tôi cũng không dám nói ra nhiều, chỉ nói ngắn gọn như vậy. Nên đó, những đó là bởi vì mình chỉ là một cư sĩ tầm thường thôi. Là cái mà biết chắc chắn có thể nói được là cõi người với cõi thú. Còn ngoài ra những cái cõi kia thì có một vài cảm nhận, một vài cái cảm nghiệm, nhưng mà không dám nói chắc. Bởi vì chúng tôi cái nào mà thấy rõ ràng thì mới nói chắc. Còn cái nào mà mình chỉ suy luận hoặc là mình có một cái cảm giác mơ hồ thì không dám nói chắc, mà cũng không dám bác bỏ. Chúng ta xin nhấn mạnh, nói như vậy không có nghĩa là mình bác bỏ, mình không tin. Tin, nhưng mà nó để chứng minh cho rõ ràng thì không dám nói. Xin nói vậy. Bây giờ thì mời các anh chị sẵn dịp đây thì cái bài giảng nói về tám hạng thiên tử tới thăm Đức Phật, thì chúng tôi cũng nói luôn về một cái nhìn, cái vũ trụ quan về cái cõi, những cái cõi giới ở trong Phật giáo như thế nào. Cái bản này chúng tôi soạn ra lâu rồi, dựa theo cuốn sách của Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada do bác Phạm Kim Khánh dịch. Thì trong đó Ngài đưa ra rất là chi tiết một cái bản mà chúng tôi tâm đắc lắm. Rồi chúng tôi có dựa thêm một vài cái cuốn sách khác bằng tiếng Anh để bổ sung vào trong đây thành cái bản này. Cái bản này thì khó nhìn, bởi vì ai mà có cái màn hình lớn, dùng cái máy tính thì dễ nhìn hơn. Còn các anh chị nào mà đang theo dõi qua cái điện thoại, cầm tay cái smartphone thì có lẽ hơi khó nhìn. Mà chúng tôi cũng nói ở đây thôi, các anh chị ghi vào đó, ghi cái địa chỉ, cái link này, rồi có thể tải về máy, nếu về sau có rảnh thì tải về máy tính, rồi in ra, hoặc là không thì để trên máy tính, rồi nếu mà có được cái màn hình lớn thì để cho nó phóng lên màn hình lớn thì thấy rõ ràng thôi. Và chúng tôi cũng xin nhắc là một cái chỗ này quan trọng này, nhiều khi mình đâm ra mình hay lẫn lộn ở chỗ này. Có nghe rõ không? Cái bản này đó là dựa theo những cái ý niệm có đề cập trong tạng kinh, nhưng mà về chi tiết của những cái cõi giới này là không có trong tạng kinh, mà chỉ được khai triển và ghi xuống trong những cái chú giải, nhất là những cái chú giải về vi diệu pháp, về A Tỳ Đàm. Và những cái chú giải xuất hiện khoảng 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Chị Nguyên Tuệ có nhớ, nắm chỗ này, Ngọc Hân có nắm chỗ này, Kim Dung có nắm chỗ này. Tức là cái phân loại tổng quát á, thì có nói ở trong kinh, nhưng mà về chi tiết, bao cái tên của mỗi cõi trời như vậy, rồi cái tuổi thọ của mỗi cõi trời, mỗi cái cõi bao nhiêu, rồi cái tâm nào liên hệ tâm nào, thì cái đó không có trong tạng kinh, không có trong tam tạng nữa, mà ở trong chú giải xuất hiện về sau này. Nhưng mà cái đó cũng là, mà không phải cái cõi này là chỉ có trong văn học của Phật giáo, mà là một, xem như là một cái hiểu biết chung của người Ấn Độ trong khoảng 1.000 năm khi Đức Phật còn tại thế, kéo dài khoảng 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, và có thể cũng còn tới bây giờ. Nữa ra khi mình, chúng tôi muốn nói nhấn mạnh chỗ này là có những cái điểm mà có ghi ở trong kinh điển thì mình có cái lòng tin, mình nói là như vậy thì chắc chắn là có hiện hữu, Đức Phật có nói. Nhưng mà có những cái điểm người ta thêm sau, người ta khai triển thêm về sau này thì mình phải đặt cái dấu hỏi, mình đừng có vội tin liền. Còn cái chỗ này không biết chị Nguyên Tuệ có nắm được, Kim Nhung có nắm được chỗ này. Chứ đừng có cho rằng quả quyết là nó phải là như vậy, nó phải sự thật, đó là 31, 32 cõi
Rồi cái cõi này là có tuổi thọ là phải là 84.000 đại a tăng kỳ, cái cõi kia là cái tuổi thọ là 500 tăng kỳ rồi. Phải coi chừng chỗ đó. Anh Dũng có hiểu ý chúng tôi nói chỗ này. Đây là cái bản tổng hợp cả một cái sự, một cái nguồn kiến thức khoảng kéo dài khoảng 1.000 năm. Mình cẩn thận ở chỗ đó. Có nhiều khi mình không có bị ý, thì là mình cứ hay cả tin cho rằng là trong Đức Phật nói là có 31 cõi rồi. Đức Phật cái nói là cái cõi quá là tự thiên, là phải là cái tuổi thọ 8.000 năm theo cái bản này này nói. Coi chừng đó, mình phải coi chừng ở chỗ đó. Nhưng mà mình cũng phải cho biết đó là cái sự hiểu biết của người xưa. Mình phải nắm như vậy. Trên một cái bản nhìn tổng quát thì cái vũ trụ của chúng ta trong của cõi ta bà này có ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tam giới, ba giới. Dục giới là cái cõi mà chúng ta sinh hoạt qua đầy đủ cái sáu cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý, và mình hưởng dục lạc hay là đau khổ là qua cái sáu cái sau cái cửa đó, khi mà tiếp xúc với sáu cái đối tượng bên ngoài có sáu thức, sáu tâm, sáu loại tâm, dục giới, gọi là dục giới. Cái chữ dục ở đây không có nghĩa là tình dục. Dục ở đây không có nghĩa là chỉ có ham muốn thôi. Mình nên nhớ cái chữ dục này đó. Dục tức là nói về cái tiếng Anh gọi là cái sense desire, tức là cái khi mình có cái năm cái cửa là mắt tai mũi lưỡi thân, mình tiếp xúc mình có cái cảm giác như thế nào, rồi mình thấy thích hay là không thích, thì đó là cái sự sinh hoạt của những chúng sinh đó, mình gọi là dục, dục kama. Rồi qua cái cõi thứ hai cao hơn một chút là cái cõi sắc giới. Trong cái cõi này là người ta sống nhiều cũng còn có mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà nó tương đối vi tế hơn, và cái ý là mạnh hơn, là sống về cái sống về cái ý nó nhiều hơn, thì đó là sắc giới. Rồi qua tới cái cõi cao hơn nữa là vô sắc giới, là không còn cái hình thể nữa. Cái cõi sắc giới thì vẫn còn cái hình thể, mặc dầu những cái bận tâm về những cái tiếp xúc về mắt tai mũi lưỡi thân nó không có mạnh, nhưng mà nó còn, mà qua tới thì vô sắc giới là không còn nữa. Vì sống hoàn toàn và cái tâm thôi trong cái thế giới đó, là vô sắc giới. Và trong cái dục giới mà chúng ta sống ở đây đó, thì ngoài loài người thì ở phía những cái cõi khổ hơn thì có loài Atula, ngạ quỷ, thú vật, loài địa ngục. Như chúng tôi nói là trong đó thì có loài thú vật là mình tiếp xúc được dễ dàng, còn cái loại Atula, loại ngạ quỷ, loại địa ngục, đọa địa ngục này nọ thì mình biết như vậy, mình vẫn có cái, mình có cảm nhận, nhưng mà nói rằng ai cũng tiếp xúc được thì không đúng, có người biết có người không, tùy theo cái khả năng của mỗi người. Rồi trên loài người cũng có một số chư thiên, nhưng mà những vị chư thiên này vẫn nằm ở trong dục giới. Thì mình có tứ đại thương thiên vương, có khỏi trời đau lợi, có trời giả ma, đâu xuất quá lạc, tha quá tự tại. Và những cái chư thiên này cùng nằm ở trong dục giới với mình, thì họ hay xuất hiện khi Đức Phật còn tại thế để đến thăm Đức Phật, đến hỏi pháp thì họ cũng để mà họ cũng tu tập như mình. Thì đó là những cái hạng chư thiên mà gần gũi với chúng sinh và có nhiều cái tương tác với chúng sinh, với loài người. Rồi sau đó là lên vào trong cái cõi sắc giới, thì chúng ta đi từ lên cao, từ thấp nhất là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, tức là ba cái cõi trời đó có những cái vị trời cũng thường, bởi vì nó thấp hơn, nó gần gũi vào dục giới hơn, cũng thường, họ cũng thường đến để nghe Đức Phật giảng. Và trong kinh cũng có đề cập tới một vài câu chuyện có liên quan đến ba cái hạng này. Rồi lên trên nữa là coi như là rất là hiếm, hầu như là không có. Không có chúng sinh, không có những cái người loại người trời, những cái trong những cõi cao hơn nữa mà đến tiếp xúc nghe pháp, hay là đến pháp, hay là tiếp xúc với lại loài người, với lại chư tăng, với Đức Phật như đã ghi đẹp trong kinh điển, thì không thể ghi nhiều, hầu như không có. Mình biết như vậy thôi. Rồi đặc biệt hơn nữa là có những cái cõi thiên mà cao nhất ở trong cái cõi trời sắc giới, cao nhất là những cái chư thiên ở trên, gọi là
tôi gọi chung là tịnh cư thiên. Thì những cái nơi đó, theo quan niệm của Phật giáo là khi chúng ta đắc được cái quả thứ ba là cái quả bất lai, thì chúng ta sẽ tái sinh về đó. Tái sinh về đó là mình tu tập thêm một kiếp nữa là hoàn mãn, đắc cái quả cuối cùng A-la-hán, thì chúng ta không quay trở về nữa, không có tái sinh nữa. Và cái cõi cao nhất đó là theo phân tích của Vi Diệu Pháp sau này, tức là tương đương với cái tâm ở một cái hành giả ở tứ thiền. À, thành thử ra sau này có những cái phân tích cho rằng một cái vị mà tu tập tốt từ hai cái quả thấp nhất là quả Nhất Lai, quả Nhất Lai và quả Dự Lưu và Nhất Lai, mà muốn tiến ở là phải có khả năng đắc thiền. Và khi đắc thiền, cái vị, cái tâm đó, cái vị đó khi mà chết mà thành tu tập thành tựu cái tâm ở trong tứ thiền thì tái sinh vào cái cõi bất lai. Rồi từ đó tu tập thêm một kiếp nữa là hoàn mãn. Cái này đó thì mình chỉ trình bày như vậy thôi, chứ còn theo cái nhìn thực tế của chúng tôi cũng như khiêm nhượng thì nếu mà mình vẫn còn là một phàm phu tục tử, vẫn là một phàm nhân cư sĩ thì nên nhắm cái đợt khóa đầu tiên, làm sao mình nhập vào cái dòng thánh giải thoát rồi đắc cái quả vô kia rồi tính sao. Còn những cái quả khác như cao hơn như là Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán, Bồ Tát, Phật thì tính sao. Mình nói thì nói cho nó sướng miệng, nhưng mà cái thực tế là làm sao mình nhập được cái dòng thánh giải thoát quan trọng nhất. Và trước đó một bước nữa thì lại là một cái bước khác, đó là làm sao mình có cái hướng đi đúng để tiến đến cái bờ sông giải thoát. Nó là chúng tôi hay nói như vậy. Mình không có nhập được cái dòng thánh liền đâu, nhưng mà ít ra mình đi đúng đường. Hết kiếp này rồi thì có thể là mình đi gần tới bờ sông, rồi kiếp sau mình đi tiếp nữa thì mình tới bờ sông rồi mình nhảy xuống tính sao. Mình nữa là quan trọng nữa làm sao cái tâm mình lúc nào cũng có về một cái hướng đi đúng cái hướng. Còn tới chưa thì chưa biết được. Đừng có nóng nảy, bởi vì mình còn ngồi ở đây, tức là phước mỏng bằng nghiệp dày, cái nghiệp mình còn dày lắm, mình cái thói quen, cái thói hư tật xấu mình còn nhiều lắm, không có một sớm một chiều mà dứt được đâu. Nhưng mà ít ra đó mình cố gắng làm sao mình thấy được con đường, thấy được hướng đi và đi đúng cái đường. Đừng có bị lai thối chuyển, chán nản, nóng nảy rồi mình không được, rồi mình chán nản này kia. Chuyện đó thì cái chuyện chúng ta thấy xảy ra rất nhiều. Và cái cả bản thân của mình có đôi khi cũng có những ý tưởng như vậy. Thành thử ra mình cố gắng cái đầu tiên bây giờ là làm sao thấy được hướng đi và bắt đầu đi trên con đường đó. Phát cái tâm là không thay đổi, cứ nhắm đi hoài. Khi nào cho tới bờ sông là thôi, rồi nhập được vào cái bờ sông đó, vào cái dòng sông đó, tức là mình đắc được cái quả dị lưu. Còn những cái bước sau là đến chừng đó đại tính nữa. Chứ bây giờ cái nói thì mình nói chuyện không tưởng, nói thành ra khi mình thấy mình chưa đạt được là mình nản chí. Rồi mình hoặc là mình mê lầm, mình cứ chạy theo những cái đó rồi mình sướng, rồi mình cho rằng mình đắc rồi. Cái đó nguy hiểm ghê lắm. Chúng tôi thấy cái chuyện nó xảy ra rất nhiều. Lúc nào cũng phải tự nhắc nhở là đi một cái hướng đi thực tế, là làm sao đi đúng hướng tiến đến bờ sông giải thoát. Thì nói như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin mời các anh chị trở lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Dạ, cũng còn nghe được chứ ha. Giờ chúng ta xin đọc chương 7, chịu đựng đau đớn trong tỉnh thức. Giới thiệu: bài kinh được dịch trong chương này ghi lại một dịp khi chân Đức Phật bị thương và Ngài phải chịu đau đớn dữ dội. Thì có hai cái nguồn A Hàm thì nói Ngài cái chân mà đạp phải một cái cây có gai nhọn. Còn ở trong cái nguồn của Nikaya thì nói rằng Ngài chân Ngài đạp trên một cái cục đất, cục đá, một cái mảnh đá. Thì mình biết như vậy, thì mình biết ngày xưa Chư Tăng không đi chân đất nhiều hơn, ít có đi dài dép như bây giờ. Bây giờ thì chúng ta thấy các Chư Tăng thỉnh thoảng
đi khất thực này nọ thì cũng đi chân đất như vậy, theo cái truyền thống ngày xưa. Nhưng mà khó đi lắm, ngay cả bây giờ chúng tôi mà đi ra ngoài mà bắt chước chư tăng mà đi chân đất là đi không có được, đau ghê lắm. Mà mặc dầu trên mặt đất không có gì, chỉ là mặt đường, mặt nhựa, hoặc là đôi khi chỉ đi trên cỏ cũng vậy, mình chỉ đi một chút thôi, chứ đi mà đi lâu cũng đi không có được. Da chân của mình giờ nó mỏng rồi, không giống như ngày xưa. Rồi ngày xưa chư tăng thường thường là chỉ đi đâu cũng là có dài ít lắm. Ngay cả trong thế kỷ 20, đầu thế kỷ 20 mà những cái hình ảnh mà người Pháp họ qua Việt Nam là họ chụp lại những buổi sinh hoạt đó, mình thấy chắc chị Nguyên Tuệ cũng thấy những cái hình ảnh đó, nên xem ngoài chợ hay là lễ này nó thì chỉ có những ông lớn thôi, có những đại phú hộ rồi mới có dài để đi thôi. Rồi người dân bình thường, những người thư ký hay là những người lao động nó không có dài, không có dép nữa, chỉ đi chân không. Mình nhìn mình thấy không có nói đâu xa, chỉ khoảng 100 năm trở lại thôi, nó cuốn gì nó 2.500 năm trước. Cái chuyện mà đi dài là chỉ có vua chúa, những người đại phú hộ. Bây giờ thì mình trở lại vấn đề. Trong bài kinh còn có các thiên tử bình luận ca ngợi về cách thức mẫu mực mà ngài phải đối diện với cơn đau. Thì trong cái chương này nói những cái bài kinh mà nói về Đức Phật cũng phải chịu đau. Thế ra mình thấy Đức Phật là ngài cũng, mặc dù là ngài đã đắc đạo chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà vẫn có, ngài vẫn có cái thân xác bình thường. Thành thử ra cái chuyện mà đau đớn về thể xác là vẫn có, nhưng mà cái tâm của ngài như thế nào thì mới là khác biệt. Thành ra ngài cũng có giảng thân đau, nhưng mà tâm đừng để cái tâm nó đau theo, cái tâm điềm đạm bình tĩnh chịu đựng. Có những cái câu chuyện trong đó mình thấy ngài cũng bị đau bệnh, đau khi đau bụng, đau đầu, đau lưng. Trong trường hợp này thì đau chân là bị dẫm phải đá, dẫm phải những cây có gai nhọn, nhưng mà ngài điềm đạm bình tĩnh chịu đựng. Cái đó là mình học hỏi từ ngài. Sự xuất hiện của các vị thiên tử là một đặc điểm thường thấy trong các bài kinh nguyên thủy, trong đó ghi lại những câu chuyện mà Đức Phật và các vị đệ tử nổi tiếng gặp gỡ đàm luận với các thiên tử. Mình thấy như chúng tôi nói hồi nãy, trong những cái bài kinh, trong kinh Nikaya cũng như kinh A Hàm, có những câu chuyện có những người trời ở cõi chư thiên, nhất là ở cõi trời dục giới, đến thăm viếng và học hỏi từ Đức Phật và chư tăng. Trái ngược với một vài khuynh hướng ngày nay cho rằng sự xuất hiện của các thiên tử chỉ là biểu hiện những ý nghĩ phân vân trong tâm trí của nhân vật chính trong câu chuyện để thông hiểu rõ ràng ý nghĩa của các bài kinh, chúng ta cần phải thừa nhận rằng dựa theo kinh văn, Đức Phật và các vị đệ tử đã tin và khẳng định sự hiện hữu của các thiên tử đó. Cái điều đó là ngài muốn nói trong cái tinh thần của người Tây Phương. Mà thật sự ra bây giờ, đối với một số người trẻ ở Việt Nam hay là trong cộng đồng Á Châu cũng vậy, họ có vẻ nghi ngờ. Nó chắc không có, biết có hay không. Rồi những vị thiên tử, người trời đó chắc là bịa đặt. Họ có nghi ngờ, nhưng mình cũng hiểu được cái tư duy đó chứ không phải là không. Bởi vì chúng tôi nói là thành thật mà nói thì ngay cả bản thân chúng tôi mà thấy rõ ràng là chỉ thấy cõi người với cõi thú thôi. Nhưng mà mình có một cái tinh thần cởi mở, mình thấy ngay kinh điển nào cũng ghi lại, cả nguồn Bắc Tông, Nam Tông đều ghi lại những câu chuyện, trong đó có những vị thiên tử thì mình nghĩ là ác hẳn là có chứ không phải là không. Mình chưa có khả năng mình thấy rõ ràng, nhưng cũng có thể mình có cảm nhận được chứ không phải là không. Nhất là khi mình có một cái lòng tin, rồi mình cái tâm mình tương đối định, khi cái tâm mình tương đối an định trong cái trạng thái thiền, hoặc là vừa xuất thiền ra, cái tâm không có lăng xăng lộn xộn, cái tâm nó nhạy bén, nhận thức, thì có khả năng mình có thể tiếp xúc được, có cái cảm nhận. Không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể có được. Điều này không có nghĩa là người ta cần phải tin tuyệt đối vào sự hiện hữu của các thiên tử để có thể hưởng được những lợi ích từ bài kinh có đề cập đến các vị ấy. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa để hiểu đúng thông điệp được đưa vào trong bài kinh, tốt nhất là xem xét lời nói của một thiên tử theo cách tương tự như xem xét lời nói của các nhân vật chính được mô tả trong bài kinh. Tức là mình không cần phải tin, nhưng mà ít ra để cho ít lợi thì mình cũng tạm thời mình chấp nhận, có những cái vị trời như vậy và họ nói như vậy trong cái hoàn cảnh đó.
để mình hiểu được ý nghĩa của cái bài kinh. Trong trường hợp của bài kinh này, những lời bình luận của các thiên tử về sự chịu đựng nỗi đau của Đức Phật cần được đọc giống như chúng ta đọc về lời tuyên bố của kệ của một tỳ khưu vô danh ở phần cuối của bài kinh ở Tạp A Hàm đã trình bày trong chương 5 trước. Trong đó, vị ấy bình luận về tác dụng của việc trì tụng các chi phần đưa đến giác ngộ khi Đức Phật bị bệnh. Giải thích rằng việc trì tụng đó làm cho Đức Phật trải nghiệm lại hương vị của sự giác ngộ. Bây giờ Ngài nói, bây giờ mình đọc lại để mình hiểu về cái lời bình luận của những vị thiên tử về cái nỗi đau và cái cách Ngài đương đầu như thế nào. Tương tự như vậy, ở bài kinh trong chương này, thông tin về cách Đức Phật đối phó cơn đau do thương tích bị thương đó, được những người chung quanh nói ra. Ở đây, những người này là các thiên tử thay vì chúng sinh trong cõi người. Mình đỡ ra, mình có thể là mình tin hay không, có thiên tử, có người trời hay không, cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mình coi cả họ ta tán thán, họ ca ngợi Đức Phật như thế nào khi mà Ngài bị đau đớn như vậy. Cái thái độ, cái tinh thần của Ngài ta, để mình nên học hỏi cái chuyện đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Bài kinh dưới đây được dịch từ bộ sưu tập Tạm A Hàm thứ hai, không còn toàn vẹn trong Hán Tạng, gọi là biệt dịch Tạp A Hàm. Biệt dịch tức là dịch đặc biệt. Đó là, có nghĩa là ngày xưa đó, chúng ta nhớ khi mà các chư tăng thỉnh kinh, các chư tăng đi qua Ấn Độ, hoặc là các phái đoàn từ Ấn Độ qua Trung Quốc nếu mà truyền bá, thì có thôi nhiều cái bộ phái khác nhau. Thành thử ra cái bộ kinh, chẳng hạn như bộ A Hàm cũng có một hai cái bộ phái, cũng có cái khác biệt. Thành thử ra ngoài cái bộ A Hàm chính còn có những cái bản dịch rời rạc, mà về sau này thì ở bên Trung Quốc họ mới gom lại rồi kết vào trong một cái bộ, người ta gọi biệt dịch, đó là dịch đặc biệt, dịch riêng biệt đó. Thành thử ra có hai cái bộ Tạp A Hàm như vậy. Bài kinh tương đương cũng được tìm thấy trong Tương Ưng Bộ và bộ sưu tập chính của Tạp A Hàm. Bộ Tạp A Hàm chính này có những bài kinh đa số được trích dịch trong cuốn sách. Và cái ý Ngài muốn nói là Ngài cũng lấy ra, nhưng mà đa số đa phần ở trong cái cuốn sách này, cuốn sách Tỉnh Thức Đối Diện Với Bệnh Tật Và Cái Chết, là Ngài lấy nhiều cái bài kinh trong Tạp A Hàm. Thì đó cũng là cái điểm đặc biệt. Bây giờ chúng tôi xin đọc cái phần kinh văn, anh chị nghe rõ chứ ha. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại Thang Thất Diệp trên núi Tỳ Bà La. Thang Thất Diệp bây giờ vẫn còn, tức là nơi kết tập kinh điển đó, ở gần Rajagaha, vương xá thành. Rồi các anh chị nào mà đi hành hương đó, sau khi mà đi thăm bốn cái nơi động tâm, nhất là khi mà tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi đó, thì có thể là trên con đường đi đó, là từ đó đi ngược trở lên để thăm vương xá thành Trúc Lâm. Rồi kế bên Trúc Lâm là thăm cái suối nước nóng, rồi đi bộ lên trên núi thì sẽ tới cái hàng Thất Diệp, cái hàng mà chỉ tăng kết tập kinh điển lần thứ nhất. Chân Phật bị cây Khư Đà La đâm trúng rất đau đớn. Như Lai lặng yên chịu đựng. Tuy cơn đau dồn dập xảy đến, Ngài vẫn không nói năng gì. Vào lúc đó, có 8 vị thiên tử dung mạo đoan chánh đến gặp Phật. Trong số đó một vị nói: Sa Môn Cồ Đàm quả thật là bậc sư tử của nhân loại, tuy chịu cảm thọ đau đớn mà vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền não, không thay đổi. Nếu có người phỉ báng Ngài bậc sư tử của nhân loại, người ấy quả là rất là ngu si. Rất là, bây giờ nói là Ngài giống như bậc sư tử hùng vĩ như vậy, đau mà vẫn chịu đựng điềm nhiên. Vị thiên tử thứ hai nói: Sa Môn Cồ Đàm quả thật là bậc long tượng của nhân loại. Long tượng là con voi lớn. Tuy chịu cảm thọ đau đớn vẫn không bỏ niệm giác, không tâm không bị phiền não, không thay đổi. Nếu có người nào phỉ báng Ngài bậc long tượng của nhân loại, người ấy quả là rất ngu si. Vị thiên tử thứ ba nói: Sa Môn Cồ Đàm quả thật là bậc như thiện thừa ngưu của nhân loại, tức là cái con trâu lớn. Ngày xưa mà con trâu họ cũng kính trọng, thật sự là nó con bò cũng được. Ở Ấn Độ bây giờ họ vẫn thờ bò. Tuy chịu cảm thọ đau đớn vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền não, không thay đổi.
Người nào phỉ báng Ngài, bậc như thiện thừa ngu của nhân loại, người ấy quả thật là rất ngu si. Vị thiên tử thứ tư nói, Sa môn Cồ Đàm quả thật là bậc như thiện thừa mã của nhân loại. Con mượn ngựa hay, khen hồi xưa đó là người Ấn Độ họ hay đem những cái con của thú vật mà đặc biệt, rồi ghi ví với người ta, khen, khen lên. Cái điều đó là theo cái văn hóa của Ấn Độ chứ không phải là xem thường. Bây giờ mình không hiểu, mình nói họ xem thường, họ nói một cái vị thầy như vậy giống như con vật là không có đúng. Ngày xưa có những con thú vật rất đặc biệt, rồi họ nói là những người đặc biệt đó là cũng giống như vậy, tức là rất là quý hiếm. Tuy chịu cảm thọ đau đớn mà vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền não, không thay đổi. Nếu có người nào phỉ báng Ngài, bậc như thiện thừa mã của nhân loại, người ấy quả là rất ngu si. Vị thiên tử thứ năm nói, Sa môn Cồ Đàm quả thật là bậc ngu vương của nhân loại. Tuy chịu cảm thọ đau đớn mà vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền não, không thay đổi. Nếu có người nào phỉ báng Ngài, bậc ngu vương của nhân loại, người ấy quả là rất ngu si. Vị thiên tử thứ sáu nói, Sa môn Cồ Đàm quả thật là bậc vô thượng trượng phu của nhân loại. Bây giờ là khen là tới trượng phu rồi, khen từ những cái con vật bằng những con vật quý hiếm, bây giờ lên một cái người, một cái người trượng phu mà lại vô thượng cao cả nhất ở trên đời, vô thượng trượng phu. Tuy chịu cảm thọ đau đớn mà vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền não, không thay đổi. Nếu có người nào phỉ báng Ngài, bậc trượng phu vô thượng của nhân loại, người ấy quả là rất ngu si. Vị thiên tử thứ bảy nói, Sa môn Cồ Đàm quả thật là bậc liên hoa của nhân loại. Bây giờ hết và ví von Đức Phật với lại những cái vị người trời ở trên trời, những con thú hiếm, rồi loài người, bây giờ ngay cả những hoa sen, mà hoa sen mà những cái loài hoa mà hoa sen là người ta từ Ấn Độ rất là ca tụng, thì Ngài giống như nghĩa là hoa đẹp nhất trong những loài hoa, cái hoa mà cao quý nhất trong những loài hoa. Tuy chịu cảm thọ đau đớn vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền não, không thay đổi. Nếu có người nào phỉ báng Ngài, bậc liên hoa của nhân loại, người ấy quả là rất ngu si. Vị thiên tử thứ tám nói, Sa môn Cồ Đàm như đóa sen trắng. Đóa sen trắng này là bạch liên, là Pundarika, thường hay dùng rất nhiều trong những cái hình ảnh ở trong kinh điển của Phật giáo Nam Tông lúc trước và về sau này, trong kinh Bắc Tông phát triển, Đại Thừa phát triển cũng hay đem cái hình ảnh của cái hoa sen trắng này. Hãy xem thiền tịnh của Ngài đạt định cực tốt, không kiêu căng mà cũng không quỵ lụy. Ngài an định vì đã giải thoát, đã giải thoát nên Ngài an định. Sau đó vị thiên tử này nói lên bài kệ, tâm đó chưa thanh tịnh, dù trải 100 năm tinh thông năm vệ đà, bị giới cấm trói buộc, đắm chìm trong bị ái, không qua được bờ kia. Sau khi nói xong, 8 vị thiên tử đảnh lễ dưới chân Phật rồi trở về trú xứ. Thì theo cái phân tích mình thấy rằng cái bài kinh này có lẽ còn thiếu sót, bởi vì so với những cái bài kinh tương đương thì mỗi một vị thiên tử vậy nói là cái bài kệ khác nhau. Rồi cuối cùng cái vị thiên tử thứ 8 là cũng cái tán thán Đức Phật thôi. Còn cái câu này ở trong bài kệ này là chỉ nói về những người chưa đắc đạo, cái tâm chưa đắc đạo. Nữa ra mình thấy nó có vẻ lộng cộng ở chỗ này. Nói rõ ràng là còn cái bản dịch thì là còn thiếu sót. Thì Ngài Analogio, Ngài cũng nhận xét như vậy, mà Ngài chỉ đưa ra để mình thấy thôi. Bây giờ Ngài mới đưa ra một cái bài kinh Tạp A Hàm khác, tương đương. Mà trong này thì bài kinh thì do Ngài Hòa Thượng Thích Đức Thắng dịch, Hòa Thượng Đa Tuệ Sĩ Hiệu Đính, thì chúng tôi cũng trích ra như vậy thôi. Chúng tôi xin đọc ở đây ha. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong hang Thất Diệp, chỗ của quỷ thần Kim Bà La, nơi núi Kim Bà La. Thì ra cũng là hang Thất Diệp, mà cái tên núi thì nó hơi khác với cái bản kinh kia. Tại thành Vương Xá, Vương Xá Thành, thì ra cái địa điểm cũng giống. Anh chị nào mà đi Ấn Độ, đi hành hương khi tới Vương Xá xong, tới Trúc Lâm xong, thì cũng có nên đề nghị với lại ban tổ chức đưa đi xem hang Thất Diệp, để nơi đó cũng là đánh dấu cái nơi Chư Tăng kết tập kinh điển lần thứ nhất. Cũng đi ngang cái nơi mà tu của Ngài Mahakayip nữa. Bây giờ Thế Tôn vừa bị cây thương vàng, cái kim thương đâm chân chưa bao lâu, bị một cái cây có gai.
nên khi cử động thân thể còn cảm thấy đau đớn. Nghe không? Cái câu này là mình thấy cái bản kinh này dịch chi tiết hơn. Nhưng ngài xả tâm chánh trí, cái tâm chánh trí là ngài có xả chứ không phải là bỏ cái tâm chánh trí. Ngài vẫn có cái tâm chánh trí nhưng mà có thêm cái tâm xả. Chánh niệm kham nhẫn tự an, không có tưởng thắt thoái thất, không cái đầu óc của ngài là vẫn an định chứ không có chạy chỗ này chỗ kia mặc dầu đau đớn. Khi ấy có 8 vị thiên tử sơn thần tự nghĩ: hôm nay Thế Tôn đang ở trong thất đá, chỗ của quỷ thần núi Kim Bà La tại thành Vương Xá. Ngài bị cái vàng đâm chân cử động thấy đau, nhưng ngài có thể xả tâm, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn tự an, không có tưởng thoát thất. Chúng ta phải đến tán thán trước ngài, nghĩ rồi, đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân ngồi lui qua một bên. Đó là cái câu nói để mà nói về cái sự kiện xảy ra như vậy. Không, núi Linh Thú là một nơi khác. Núi Linh Thú là ở phía, cũng ở trong cái vùng của thành, cũng Vương Xá thành, ở ngoại ô thành Vương Xá, ở phía nam. Còn cái núi này, cái chỗ Khang Thất Kiệp là ở bên miền Tây, ở phía Tây của thành Vương Xá. Cũng là, có dịp chúng ta sẽ trở lại những cái địa điểm này. Nhưng mà hai nơi khác nhau, cũng là trong cái vùng của cái xứ Ma Kiệt Đà. Vương Xá là coi như là thủ đô của Ma Kiệt Đà. Thì lúc đó, thời đó, về sau giờ đi qua bên Hoa Thị Thành. Nhưng mà lúc thời điểm đó thì là thủ đô của kinh đô của Ma Kiệt Đà, thì có những cái rặng núi chung quanh. Thì Linh Thú thì ở miền nam của Vương Xá, còn cái núi Hang Thất Diệp là ở miền Tây, cái dãy núi miền Tây. Vị thiên thần thứ nhất nói kệ tán thán: Sa môn Cù Đàm, sư tử giữa người, thân gặp thống khổ, kham nhẫn tự an, chánh trí chánh niệm, không hề thoái thất. Thì là mình thấy cũng ví ngài như là sư tử. Vị thiên tử thứ hai tán thán: Bậc tỷ đại long, bậc đại sĩ ngư vương, đại phu dũng lực, đại phu ngựa hay, đại phu thượng thủ, đại sĩ phu thù thắng. Có ngài là tán thán ngài như là những cái tương đương những cái loài thú mà dũng mãnh nhất, quý hiếm nhất. Thiên tử thứ ba lại tán thán: Sa môn Cù Đàm này, sĩ phu Phân Đà Lợi, thân bị những thống khổ mà vẫn hành tâm xả, trụ chánh trí, đánh niệm, tham cam nhẫn để tự an mà không hề thoái thất. Đó. Bây giờ coi như cái vị thiên tử thứ ba này khen ngài như là cái đóa sen. Những cái đóa sen mà cái tâm của ngài vẫn bình tĩnh, kham nhẫn. Bây giờ cái ngài thiên tử thứ tư tán thán: Người nào nghe lời nói của Sa môn Cù Đàm, sĩ phu Phân Đà Lợi mà hiềm trái phản loạn, ấy sẽ khổ mãi, không được lợi ích nào, chỉ trừ người chân thật. Tức là nó bây giờ ai mà nói xấu ngài, chê bai ngài thì người đó sẽ bị đọa khổ, bởi vì người đó là người ngu, không có biết gì, không có biết được cái giá trị của Sa môn Cù Đàm này. Thiên tử thứ năm lại nói kệ: Quán định tam muội kia, khéo trụ nơi chánh thọ, giải thoát lìa các trần, không hiện cũng không ẩn, tâm kia trụ an ổn mà được tâm giải thoát. Khen Đức Phật, tán thán Đức Phật là ngài có một cái mức thiền định tam muội, tức là tam ma đề hay là samathi, mức an định, chánh định, samathi, tức là ngài trụ rồi đó, chánh thọ, ngài có thọ, những cái thọ ngài, cái cơn đau của ngài có, nhưng mà ngài chỉ an định trụ vào trong đó, chứ không có tâm, không có lai chuyển. Thiên tử thứ sáu lại nói kệ: Dù trải 500 năm tụng kinh Bà La Môn, cần tu khổ hạnh, không lìa trần giải thoát, ấy là hàng thấp kém, không qua được bờ kia. Tức là nói bây giờ, dầu mà có tụng kinh giỏi như các vị Bà La Môn, tu sĩ mà mình không có biết giải thoát được thì cũng còn thấp kém, chứ không giống như Sa Môn Cù Đà. Đấy, vượt qua, ngài đã vượt qua những cái chuyện đó rồi. Vị thiên tử thứ bảy lại nói kệ: Vì bị dục bức bách, trì giới là trói buộc, dù dũng mãnh khổ hạnh, trải qua 100 năm, tâm kia không giải thoát, không lìa các trần cấu, ấy là loại thất kém, không qua đến bờ kia. Tức là nói rằng bây giờ đó, chứng tỏ là ngài hơn hẳn những người đó, dầu cho họ có trì giới, họ trải qua 100 năm tu khổ hạnh như vậy, mà cái tâm họ chưa giải thoát được, những cái cơn đau như vậy họ không có chịu đựng được, thì cũng không đưa họ qua đến bờ kia. Thiên tử thứ 8 lại nói bài kệ: Tâm trụ dục kiêu mạn, không thể tự điều phục, không được định tam muội. Còn chánh thọ của Mâu Ni một mình ở rừng núi, tâm kia
thường phóng dật với bưng ba chết kia, không qua được bờ kia. Tức là những cái, nếu mà mình không có tâm mình á, mình còn kiêu mạn, không có điều phục được, mà không có định, không có được tâm muội như Đức Phật, sống một mình trong đường núi được, mà mình phóng dật thì mình cũng không qua được cái bờ kia. Mà Đức Phật đã qua được những cái đó rồi. Thì đó là những cái lời tán thán như vậy. Sau khi tám thiên tử sơn thần tán thán xong, đảnh lễ chân Phật liền biến mất. Thì đôi đây là chúng tôi nói là đây những cái vị thiên tử, những người trời trong cái cõi dục, tức là cái cõi mà gần gũi với mình, mà gọi là sơn thần, tức là những cái nơi rừng núi, những cái núi thường thường có những cái vị đó họ ở. Ra những cái ngay trong bây giờ, chẳng hạn như ngài Brahm có hay kể, chứ một số chư tăng cũng hay kể các ngài hay đi tu đầu đà ở trong những khu hang động ở trong núi đó, thì đôi khi các ngài cũng có cảm nhận đó, có thể gặp, có tiếp xúc được với một số những cái vị chư thiên. Họ ở những cái nơi rừng núi như vậy. Bây giờ chúng ta xin đọc cái phần thảo luận. Tám vị thiên tử trong bài kinh rất cảm hứng khi thấy khả năng của Đức Phật chịu đựng nỗi đau, và các vị ấy thốt lên những lời tán phục bằng nhiều so sánh khác nhau. Những so sánh này liên quan đến các loài thú vật mà trong tư tưởng Ấn Độ cổ đại biểu hiện những phẩm chất tốt đẹp, mẫu mực, cũng đề hoa sen, truyền tải ý tưởng vươn lên trên mọi ràng buộc và tham ái của thế gian. Mình thấy những cái vị thiên tử đó là họ theo cái văn hóa của Ấn Độ, họ đem, họ ví von ngài như là những cái loài thú mà khó hiếm có trên đời. Cái người Tây phương họ đọc hoặc phải được giải thích như vậy để họ hiểu, bởi vì thường thường mình nói ví von một cái người mà với con thú thì mình thấy nó cũng như là hạ thấp cái phẩm giá, nhưng mà không phải như vậy. Ấn Độ theo cái tư tưởng Ấn Độ đó là, đó là hình thức khen ngợi, ca ngợi, tán thán, ví như là những cái con vật hiếm có, chứ không phải là chê bai. Đó là hình thức khen. Những so sánh này liên quan đến các loài thú vật, rồi cũng có đề cập đến hoa sen. Hoa sen tức là từ ở trong bùng hôi mà vươn lên đẹp, mà tỏa hương thơm, mình thấy là ở gần bùn mà không có hôi tanh mùi bùn. Bây giờ ngay cả người Việt Nam mình trong cái ca dao bình dân cũng tán thán, cũng khen cái hoa sen. Nên là ví ngài như hoa sen, tức là hình thức khen tặng chứ không phải là chê bai. Thiên tử cuối cùng so sánh sự điềm tĩnh của Đức Phật với những gì mà các vị đại đạo sĩ Bà La Môn thời đó xem như thành tựu tột đỉnh, cụ thể là thông thạo kinh điển Vệ Đà thiêng liêng của họ. Tức là tại sao Đức họ trong cái bài kinh này nói đến các vị Bà La Môn đó, bởi vì trong thời đó là có những cái ngoại đạo, họ có những cái kinh Vệ Đà, họ tụng đó, tụng tới tụng lui tụng như là con vẹt, họ cho rằng là đủ rồi. Nên là những cái câu kệ đó có ý chê, nó là không có bằng đâu. Mặc dù tụng như vậy nhưng mà tới chừng mà bị đau rồi mà nhăn gió này đó, than thở này là cũng chưa, coi như là cũng chưa đạt gì hết. Tám vị thiên tử trong bài kinh rất cảm hứng khi thấy khả năng của Đức Phật chịu đựng nỗi đau, và các vị ấy thốt lên những lời thán phục bằng nhiều cách so sánh khác nhau. Những so sánh này liên quan đến các loài thú vật mà trong tư tưởng Ấn Độ cổ đại biểu hiện những phẩm chất tốt đẹp mẫu mực, và cũng đề cập đến hoa sen, những truyền tải ý tưởng vươn lên trên mọi ràng buộc tham ái của thế gian. Một chủ đề khác mà chư thiên đưa ra là sự dại dột điên rồ khi nói xấu một người thành tựu như Đức Phật. Tại ngày xưa họ cũng vậy. Theo cách này, dựa trên những so sánh được sử dụng bởi các thiên tử, sự điềm tĩnh của Đức Phật khi đối diện với nỗi đau mạnh mẽ cho thấy ngài là một hành giả rất thành đạt. Chỉ có người ngu xuẩn ngớ ngẩn mới nói xấu về ngài. Thành ra mình thấy không phải là ai gặp Đức Phật cũng khen hết. Có những người họ không thấy được cái giá trị đó, rồi họ ganh tị, hoặc là gì, họ thấy bằng cái để những cái học trò của họ là bỏ mình chạy đi theo Đức Phật, bị quyền lợi, bị xúc, bị đụng chạm, rồi họ nói xấu, tìm cách hãm hại đủ thứ chuyện. Thành ra mình nhìn thấy cái cảnh đó từ xưa đến nay vẫn có, chứ không phải là không. Không phải bây giờ mình thấy có những cái cảnh như vậy, nói xấu với nhau, rồi ganh tị, rồi tìm cách hạ nhục này kia. Bởi vì cái người đó họ làm ra rồi, họ có nổi tiếng hơn mình, họ có nhiều đệ tử hơn mình rồi. Này kìa,
mình thấy chuyện đó là chuyện bình thường xảy ra từ xưa đến nay chứ không phải chỉ có bây giờ thôi. Nhiều khi mình không biết là mình nói bây giờ chắc là thời bạc pháp chắc cái vậy người ta sửa không đúng. Nếu mình nhìn lại mình thấy trong kinh điển cho thấy ngay thời Đức Phật ngài cũng gặp nhiều khó khăn ghê lắm. Có nhiều ông đạo sĩ có những thứ khác là vì quyền lợi, còn vì ganh tị, vì danh lợi vọng này kia, họ cũng tìm cách nói xấu, tìm cách hãm hại ngài, vu oan, nói oan cho ngài, có đủ thứ chuyện hết trơn, chứ không phải là không. Tâm lý chung của nhân loại từ xưa đến nay. Để mình nhìn như vậy, để mà có những cái chuyện gì mà lộn xộn xảy ra trong cái thời buổi này mình không có nản chí. Mình không có chán nản, mà để mình hiểu cái chuyện bình thường. Chuyện nói xấu với nhau, vu oan, rồi chụp mũ này kia là chuyện bình thường. Từ xưa đến nay, mình phải kham nhẫn. Đức Phật ngài cũng không có dùng cái thần thông nào hết, ngài cũng kham nhẫn như vậy thôi. Rồi nếu có dịp thì ngài giải thích, còn không đúng dịp thì ngài cũng làm thinh, chịu đựng như vậy. Mình thấy học được những cái bài học đó từ Đức Phật. Những lời khen tặng của chư thiên đều dựa vào sự kiện Đức Phật dùng niệm để chịu đựng cơn đau. Hai bài kinh tương đương đều ghi nhận rằng khi chân bị tổn thương, Đức Phật đã chịu đựng những cơn đau mạnh mẽ bằng cách dựa vào niệm. Hai bài kinh không xác định rõ ràng rằng đây chi phần niệm trong thất giác chi, mà chỉ đề cập đến niệm và hiểu biết rõ ràng, tức là tỉnh giác thôi. Tức là nói nhiều trong cái trường hợp này. Trong hai cái bài kinh trích ra thì thấy đề cập tán thán về hai cái điểm. Thứ nhất là niệm, thứ hai là hiểu biết rõ ràng, tức là tỉnh giác. Niệm và tỉnh giác, mình nhớ rằng chánh niệm thì gồm có bốn, phải có nỗ lực tinh cần, niệm, tỉnh giác và chế ngự tham ưu. Ở đây thì nhấn mạnh vào niệm và tỉnh giác. Mặc dù có sự khác biệt nhỏ này, nhưng điểm chung của ba phiên bản là nhấn mạnh về tiềm năng của sự niệm, sự tỉnh thức để đối diện cơn đau. Bởi vì trong cái bài kinh trước nữa, trong tuần rồi thì nói về thất giác chi, trong đó cũng có nói niệm này. Thì mình thấy bài kinh nào cũng nói đến chi phần niệm, tức là quan trọng vậy đó. Còn tỉnh giác ở đây thì cái bài kinh trước thì nói về trạch pháp. Trong bảy giác chi đó, có cái giác chi là phải tham vấn, tìm hiểu cái đối tượng, thì đó là tỉnh giác. Điều này rõ ràng được coi là có ý nghĩa quan trọng đến mức cả một nhóm các vị thiên tử đều ca ngợi thái độ gương mẫu của Đức Phật tỉnh thức đối mặt với nỗi đau. Là cái điểm chốt quan trọng ở đây để đối trị cơn đau, mình nhìn cái cơn đau là mình phải có cái niệm. Và cái niệm đó không phải là tự nhiên mà có. Mình phải tập từ bây giờ. Tập trong những cái sinh hoạt thường ngày, cũng như khi mình ngồi xuống mình hành thiền. Nhắm mắt mình theo dõi hơi thở, phải tỉnh thức ghi nhận từng cái cử động, từng cái hơi thở một, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, cái cảm thọ như thế nào, từng hơi thở mình phải bắt cho kịp. Sự kiện Đức Phật chịu đựng nỗi đau trong bài kinh ở chương này bổ sung cho sự kiện ngài phục hồi sức khỏe sau khi nghe trì tụng về các chi phần đưa đến giác ngộ, thất giác chi đã được đề cập ngắn gọn trong chương 5. Sự kiện tương tự cũng được thảo luận trong chương 6 về ngài Anuruddha, tức là chương tuần trước. Rõ ràng ngài đã chọn cách áp dụng niệm để đối mặt với cơn đau hơn là nhập tâm vào thiền diệt thọ tưởng định. Tới ngài không có trốn chạy, ngài không có nhập định để mà không còn thấy cảm giác. Ngài lại tỉnh, sẵn sàng tỉnh táo dùng niệm để mà ghi nhận những cái cảm giác, những cái cơn đau đó. Trong trường hợp của ngài Anuruddha, và thậm chí còn hơn thế nữa, trong trường hợp của Đức Phật với khả năng đắc định, không thể cho rằng các ngài không có khả năng an trú tâm vào các mức thiền định thâm sâu sau khi thân bị đau đớn. Thật thế, Đức Phật đã được ghi nhận dễ dàng nhập diệt vào diệt thọ tưởng định khi ngài sắp nhập diệt. Tức là nói một cách nôm na là khi cái thân thể ngài sắp chết, thần trong cái bài kinh Bát Niết Bàn, rồi mình thấy ngài đã lên tới cái tầng thiền thứ 8 là cái tâm của ngài, nhưng mà xong đó là ngài không có ở đó, cái tâm ngài không ở đó, ngài đưa cái tâm trở xuống. Và ngài nhập diệt giữa cái tầng thiền thứ 4 và thứ 5. Mình thấy rất là ngài chịu đựng bằng cách dùng niệm, chứ không phải là dùng bằng cách chạy trốn, bằng cách là đưa cái tâm vào trong cái những cái tầng thiền diệt thọ tưởng định. Cả Đức Phật lẫn ngài Anuruddha đều có cái khả năng
nhập định rất dễ dàng, tắt thiền dễ dàng, nhưng mà khi đau đớn là không có dùng cái khả năng đó, mà chỉ dùng niệm thôi. Cái niệm mới quan trọng, tỉnh thức để mà ghi nhận. Trong bài kinh được dịch ở đây, Thiên Tử thứ 8 lưu ý rõ ràng rằng Đức Phật mặc dù đang bị đau đớn, đạt định cực kỳ tốt. Mặc dù ngày đau như vậy nhưng mà vẫn đạt định được, tâm mà nhiếp lại. Tương tự như vậy, trong bài kinh ở Tương Ưng Bộ, Thiên Tử thứ 8 nói rằng Đức Phật có mức thiền định tốt. Và trong phiên bản Tạp A Hàm, đó là vị Thiên Tử thứ 5 tuyên bố rằng Đức Phật có mức độ tam muội cao. Tam muội tức là Samathi, tức là Tamadhyā đó. Tam muội tức là định. Trong đó khả năng mà Đức Phật đắc định vào dịp này là điểm chung giữa các bài kinh. Thì bài kinh nào nói Ngài cũng có khả năng đắc định hết, nhưng mà Ngài chọn niệm. Sự kiện mà Đức Phật và Ngài Anuruddha lựa chọn áp dụng niệm thay vì an trú tâm vào diệt thọ tưởng định để cắt bỏ nỗi đau, cho chúng ta thấy ngay cả những hành giả thành tựu cao tột cũng xem niệm là một phương cách thích hợp để đối mặt với các cơn đau mạnh mẽ. Thành ra mình thấy được như vậy, mình hiểu Ngài Anuruddha cũng như cái gương của Đức Phật và một số những cái vị đại đức, những vị tỳ khưu khác trong kinh tạng, thấy là các ngài đều dùng niệm hết để chịu đựng chứ không chạy trốn. Đối mặt với nỗi đau, đối mặt với nỗi đau với niệm, cung cấp một lựa chọn mạnh mẽ, mở ra cho bất kỳ ai sẵn sàng thử thực hành mà không cần phải đạt đến mức thiền định thâm sâu, không giống như việc đắc thọ tưởng định. Thật ra ý của ngài Andrejo nói ở đây, bởi vì đắc định không phải dễ đâu. Mặc dù bây giờ có những cái trường phái người ta đi thành thiền rồi, được cái ngài thiền sư chỉ cho phải nhập thiền tắc thiền na này nọ, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Đa phần là chúng ta chỉ đạt tới trạng thái cận định là tối đa rồi, là rớt xuống trở lại. Khó lắm, khó đắc định lắm. Nhưng mà không có điều đó, không có nghĩa là biết mình đau, không có nghĩa là mình phải đợi tới mình đắc định mình mới đối phó. Ngay bây giờ mình có thể dùng niệm được, mình tập có niệm trước đi. Khi đau mình dùng cái niệm đó mình thấy. Mình thấy rồi cái tâm của mình chịu đựng, nhẫn nại chứ không có nổi sân, không có nổi sợ. Mình chịu đựng bình thản, chịu đựng theo dõi cái cơn đau đó. Tức là niệm, theo dõi cho rõ ràng. Một bài kinh trong Tương Ưng Bộ và trong Tạp A Hàm ghi lại lời dạy rõ ràng của Đức Phật rằng các vị tu sĩ mới xuất gia phải được lập tức hướng dẫn tu tập bốn pháp lập niệm, tức là pháp hành tứ niệm xứ. Ngài thấy mà ngay cả những cái vị xuất gia mà mới xuất gia thì làm sao mà đắc định được, làm sao đắc thiền được. Ra đầu tiên mà thực tế nhất là phải làm sao tập được cái tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp phải ghi nhận cho kịp. Điều này cho thấy rõ ràng việc thực hành bốn pháp lập niệm không phải chỉ xem như để dành cho các hành giả thành tựu cao, mà phải được xem là đáng khen ngợi, khuyến khích ngay cả đối với những người mới vừa bắt đầu vào con đường tu tập. Nữa là mình thấy cái pháp lập niệm, bốn pháp lập niệm thân thọ tâm pháp đó, không phải dành cho những người mà có căn cơ cao hay tu hành lâu năm, dành cho ngay cả những người mới vào đạo, mới đi tu cũng nên tập như vậy. Và như vậy này, và nó sẽ có cái mục đích, có nhiều kết lợi, mà một trong những kết lợi đó là để đối diện với cơn đau. Tiềm năng của niệm trong việc trợ giúp ngay cả những người không có nhiều kinh nghiệm hành thiền để đối mặt với nỗi đau thể xác và tinh thần đã được quảng bá trong thời gian gần đây, đặc biệt là thông qua phát triển các chương trình giảm căng thẳng dựa trên niệm Mindfulness Based Stress Reduction. Bên Mỹ bây giờ họ có những cái nhà tâm lý học, những cái nhà, những vị bác sĩ tâm thần có đề câu cái đó. Tức là bây giờ khoan nói những chuyện giải thoát giác ngộ gì hết. Cái chuyện mình bị đau là cái chuyện bình thường, sinh lão bệnh tử ai cũng bị đau hết. Thật ra các vị người bác sĩ đó, những nhà tâm lý học, tâm thần học, họ thực tế lắm. Làm sao họ lấy cái tin những cái lời dạy của trong kinh điển họ đem ra áp dụng, và họ áp dụng tinh thần niệm, mindfulness là niệm, tỉnh thức ghi nhận, ghi nhận, và có ghi nhận như vậy thì họ thấy sẽ giúp cho bệnh nhân được giảm bớt những cái căng thẳng, những sự lo sợ căng thẳng. Và cái đó là cái cần thiết ghê lắm. Không cần phải đưa đến chuyện mà phải, nhiều khi mình hay nói cao hay nhâm tới cái mục đích là
phải giác ngộ tức thời này kia nó cao siêu đó. Mà trong khi cơn đau quá rồi làm sao được, phải chạy đi uống thuốc, chạy đi uống những cái thuốc mà giảm đau gì. Bây giờ làm sao là mình tập, làm sao mình hành thiền mà mình có thể điềm tĩnh, kiên nhẫn, theo dõi, ghi nhận cơn đau, mình không có căng thẳng. Nói chuyện đó là có ích lợi trước mắt được nè. Còn có chuyện mà giải thoát, giác ngộ, chuyện xa vời. Mình cũng có những cái ích lợi về sau này, mình đừng có quên cái con đường đó. Nhưng mà cái khó khăn trước mắt là phải giải quyết. Và cái khó khăn đó là cái đau đớn, đau bệnh này. Mình phải giải quyết làm sao đây, cái tâm mình phải như thế nào đây. Nó là chuyện thực tế trước mắt. Thiền sư cư sĩ Kabat-Zinn mô tả các nguyên tắc chính về cách áp dụng niệm để giảm căng thẳng và giúp đối mặt với nỗi đau như sau. Đau đớn là một phần tự nhiên của kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống tức là ai cũng phải đau. Nhiều khi mình không có hiểu điều đó, không chịu chấp nhận. Rồi mình đâm ra, mình than vãn đủ thứ. Nói, tại sao tôi lại đau? Mà tại sao ông kia, bà kia, thầy kia, ni sư nọ không thấy đau gì hết? Tại sao, tại sao? Thật sự ra là không có đúng. Ai cũng đau hết. Vị thiền sư, vị ni sư, vị tu sĩ này kia, vị thầy nè, mấy người vị đó cũng đau. Nhưng mà họ có kinh nghiệm thì họ điềm tĩnh, họ chịu đựng thôi. Ngay cả Đức Phật cũng đau. Mình thấy đó là một phần không thoát khỏi của cái đời sống này. Để mình thấy rõ là mình không có bám phiếu vào đời sống. Muốn không đau nữa là chỉ có giác ngộ giải thoát rồi, rồi không tái sinh nữa thôi. Còn tái sinh là còn đau, còn bệnh. Khổ là một trong nhiều phản ứng đối với nỗi đau. Khổ không phải lúc nào cũng là từ cơn đau, mà từ cách chúng ta nhận thức và phản ứng với nó quyết định mức độ khổ sở mà chúng ta sẽ trải qua. Và đó là nỗi khổ chúng ta sợ nhất, không phải nỗi đau. Ngài tiền sư Kabat-Zinn nói rằng đau thì tự là tự nhiên, ai cũng có. Nhưng mà cái khổ là cái cách mà mình phản ứng, cái nhận thức lại, nó sẽ làm đau nặng thêm. Thành thử ra cái đó mới là cái điều quan trọng. Cái điều, cái giảm cái nỗi đau bằng cách uống thuốc hay là đi châm cứu hay là những phương pháp vật lý trị liệu nào đó thì cũng cần thiết. Nhưng mà nó không có quan trọng bằng cách tâm của mình. Mình đau nhưng mà mình có khổ hay không. Cái đó là cái mức độ khác biệt giữa người có tu tập và người không tu tập. Một số thí nghiệm cổ điển với cơn đau cấp tính cho thấy điều chỉnh cảm xúc là cách hiệu quả để giảm mức độ đau khi cơn đau dữ dội kéo dài, hơn là cách giúp bạn lãng quên nó. Cảm giác, cảm xúc và nhận thức hay khái niệm về cơn đau đớn có thể được tách rời ra, có nghĩa là chúng có thể nhận thức được như là các khía cạnh độc lập của trải nghiệm. Hiện tượng tách rời này có thể cho chúng ta các mức độ tự do mới để nghỉ ngơi trong tỉnh thức và đối phó với bất cứ điều gì phát sinh, bất cứ hoặc cả ba lĩnh vực này theo một cách hoàn toàn khác, giảm thiểu đáng kể những đau khổ đang trải nghiệm. Tức là bây giờ mình có cái, mình đau, mình có cái cảm giác rồi, thì cái cảm xúc của mình, tức là cái phản ứng của mình, như chúng tôi nói, thường đau là mình cảm giác khổ, mình thấy khó chịu, khó chịu rồi mình nổi sân lên, rồi mình cái than này kia, mình muốn cho mất đi này, cái chạy mất đi. Rồi mình tìm cách lãng quên, chạy trốn. Chẳng bằng cách là có thể là mình uống rượu, tiêu sầu. Hoặc là mình đưa cái tâm mình đi xem những cái chuyện kích thích, những cái chương trình ca hát hay là cái gì đó để mình quên cơn đau đi. Cái đó cũng được, nhưng mà nó không có hiệu quả, nó sẽ trở lại. Cái tốt nhất là mình nhìn cái cơn đau, mình tập. Tập đến mức độ nào? Đến mức độ mình thấy có một lúc nào đó mình thấy nó có một cái nỗi đau, và có một cái tâm nhận, ghi nhận cái nỗi đau, cái cơn đau đó. Cái nỗi đau thì lúc nào nó cũng có, nhưng mà cái tâm ghi nhận là cái tâm bình thản. Rồi mình sẽ thấy cái cơn đau nó không phải là nó bằng phẳng, nó bắt đầu nó khởi sinh, nó lớn lên, nó tăng dần cho tới một cái mức độ cực điểm nào đó, cái ngừng lại. Cơn đau nó bắt đầu nó hạ xuống xong là một cái cơn đau khác lại xuất hiện, tăng lên tới mức đầu nó ngừng lại, ngừng lại rồi nó hạ xuống, lên xuống như vậy, giống như những cơn sóng biển. Cái điều đó thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi. Thật sự chúng tôi cũng không dám nói, nhiều khi đau quá cũng la cũng khóc chứ không phải là không đâu.
Bởi vì chúng tôi cũng là một cái cư sĩ bình thường thôi, tầm thường thôi. Nhưng mà cũng có những cái lúc mình thấy được. À, và những cái lúc đó bây giờ mình hồi tưởng lại, nó tăng giúp cho mình tăng thêm cái niềm tin để mình cố gắng thực tập. À, khi mình ngồi thiền cái việc mình đau, thấy nó đau cái chân, thay vì mình phản ứng liền, mình duỗi chân ra liền, rồi mình xả thiền, hoặc là mình toa bóp liền, à, mình sợ chết, à, có cái tâm mình nó dụ mình đủ thứ chuyện, sợ chết, sợ đau này. Nhưng mà bây giờ mình thử mình tập, nó đau, nhưng mà nó thôi kệ, cái thân đau, nhưng mà cái tâm của tôi chưa đau, thì ra con đừng để cái tâm tôi đau theo, à, mình chịu đựng như vậy. Nhưng mà chịu đựng một cách bình tĩnh, chứ phải chịu đựng bằng cách sân giận. À, mình nhìn như vậy, mình nhìn cái cơn đau ở cái chân, hay là mình ngồi mình đau cái mông, hay là khi mình đau cái lưng chẳng hạn, mình chịu đựng cái cơn đau đó. Nhất là chúng ta hay đau là đau ngay cái bắp đùi, mình ngồi đau bắp đùi, mình ngồi mình chịu đựng, mình nhìn tới một lúc nào đó tự nhiên mình thấy được có hai cái điều tách biệt ra. Thứ nhất là cái cơn đau nó đang xảy ra ở cái bắp đùi. Cái thứ hai là mình thấy được có một cái tâm tách rời ra, cái tâm nhận biết, chỉ nhìn cái cơn đau đó là đau, à, thấy rõ như vậy. À, và không có nổi giận, không có nổi sợ gì hết, chỉ bình tĩnh, nhìn rất là xả ly. Đó là mình thấm được cái chữ tâm xả, là ngay chỗ đó, cái tâm xả ly. À, mình chỉ nhìn, không có phán quyết, không có đánh giá nó là như thế nào hay kia, cũng không mong cầu gì hết. Đau đừng nhìn, cũng không mong cho nó hết nữa. À, chừng nào nó hết thì hết kệ, mà chỉ nhìn đó. Không giống như là mình xem hát bóng, xem cine, à, hay lắm. À, cái chút xíu nữa cái mình thấy nó lên, nó cực điện, cái nó xuống, nó xuống cái nó lên nữa, nó xuống. Nhưng mà nhìn để kinh nghiệm riêng của cá nhân là khi mình vượt qua được cái cơn đau đó lần đầu tiên, tự nhiên mình có cái tự tin. À, rồi lần thứ hai mà khi một cái khác mà đau trở lại như vậy, mình không có sợ nữa. Mình biết, tại mình có kinh nghiệm rồi. À, đau nữa rồi đây, à, lại đau nữa rồi, nhưng mà không có gì đâu, đau thì cho đau, bây giờ tôi chỉ theo dõi nó thôi. Nên là khi tự nhiên, tại mình có kinh nghiệm, mình có cái tin tưởng, là có cái một cái lòng tin là mình, cái chuyện này là cái chuyện nó bình thường, nó sẽ hết rồi. Nên ra mình biết như vậy, mình không có sợ nữa, làm cái điềm tĩnh mình nhìn. Đó cũng là kinh nghiệm chúng ta hay chia sẻ, đi làm, đi nhổ răng hay là đi trám răng cũng gì. Mấy lần đầu sợ lắm. À, nhưng mà mình tự nhủ là kệ, chết thì cho chết luôn, chết tại trên cái ghế của nha sĩ cũng được. Nếu mà bình tĩnh mình nhìn, mình niệm Phật thì mình chết như vậy là mình sanh thiên, sanh về cõi tốt. À, cái chuyện đó chúng ta hay tự nhủ như vậy. À, không có sợ chết. Nếu mà chết ngay bây giờ là đỡ khổ rồi. Tức là lúc cái tâm mình vẫn bình tĩnh, mình hướng về Phật Pháp Tăng thì theo kinh điển nói là cái tâm của một cái người mà chết như vậy là tốt lắm, là sanh được và những cõi tái sanh được liền, thay vì chịu khổ ở chỗ này. À, mình nói như vậy tốt thôi, kệ chết cho chết. Rồi là chúng ta đau lắm, hả miệng ra, để cho nha sĩ làm gì làm. Tự nhiên khi mình tự nhủ như vậy, bình tĩnh mình quan sát, tự nhiên không thấy khó chịu nữa. À, không thấy còn cái cơn đau hay là quán trách ông nha sĩ hay trách này trách kia đó, mà mình bình tĩnh mình nhìn cái đau. Tự nhiên mình thấy cái đau không phải là tôi, là của tôi, cái đau nó tới nó không phải của mình nữa. À, cái hàm răng mình hả ra là làm gì làm. À, tự nhiên cái tưởng đó cái mình gọi là cái tả. Cái điều khó chịu đó, chúng ta quên nói cho này, là khi mình đau, mình do rằng cái đau là cái đau của tôi. Tại sao tôi không kiểm soát nó được? Nó là của tôi, mà tại sao tôi không kiểm soát được? Khi mình có cái ý tưởng như vậy, nó làm mình khổ. Bởi vì mình cho rằng nó là của mình mà mình không kiểm soát được. Cũng như thí dụ như ai có con mà mình biết, cho rằng cái đứa bé hay là cái giờ nó lớn lên rồi thì nó vẫn là cái con của mình. À, mà nó con của mình, tại sao nó không nghe lời mình, tại sao nó làm những cái chuyện này chuyện kia, nó không nghe lời mình, cái tự nhiên mình khổ cho nó. Bây giờ nó lớn rồi thì mình nói, à, mặc dù nó là con của mình nhưng mà bây giờ nó có cái cuộc đời riêng của nó, muốn làm gì nó chịu trách nhiệm của nó, mình không có giúp gì được hết. À, lúc đó thì mình cảm thấy mình xả ly. À, chị Nguyên Tuệ có hiểu được chỗ này, có con lớn là hiểu được chỗ đó. Tự nhiên mình thấy, à, mình thương con, nhưng mà mình không phải, cái khổ của mình là mình muốn nó phải như thế này, muốn nó phải như thế kia, là bởi vì nó là của mình, nó là con của mình. Cái chữ của nó làm cho mình khổ, và cái chữ muốn nó cũng làm cho mình khổ, đúng không? Ở đây là kinh nghiệm riêng của cá nhân của tôi cũng vậy thôi, có hai đứa con gái. Đó,
Thành thử ra trở về cái bài học này là cái đau. Một phần mà mình thấy khổ, đó là theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, là bởi vì nó cái đau đó là cái đau của mình, cái răng của mình, cái đầu gối của mình. Tại sao mình không kiểm soát được? Tại sao không kiểm soát được? Là tự nhiên cái mình khổ thế. Ngọc Hân có thấy được cái chỗ này không? À, bây giờ mình đừng có cho nó là của ai hết trơn. Nó là đau, nó đau, kệ. Tự nhiên có cái tâm xả, chịu đựng được. Vậy thì chúng tôi xin kết thúc cái phần nói chuyện cái buổi ngày hôm nay. Trong cái tiến trình trình bày như vậy, có điều gì sơ sót thì cũng xin mong quý anh chị cũng như quý chư tổng đức tăng ni quan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tông đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni cũng như quý ban quản lý và quý anh chị đã dành thời giờ kiên nhẫn lắng nghe những gì chúng tôi trình bày chia sẻ trong suốt 90 phút vừa qua. Trong lúc chia sẻ như vậy có những khi sơ sót thì mong quý chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu hoan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yani taputa ni sama gata ni puma ni wa yani wa antaleke sabbe wa puta sumana pawantu aku bisa kacang sunantu pasitan tatma hiputa ni sama ta sambe metang karo tamano ya baca yani wa carato caranti ye paling tat mahine kata pamata yang kin jiwitang kita wa urang wa sangge tuwa yang rata panitang nano atitaha gate naidang ribuote ratanang panitang kete nasa jena suwati hotu kayang wiragang amatang panitang yada cagasa jamune samahito nate samme nasamati kinci dang bithamme ratanang panitang ete nasa jena suwati thì hô tu văn bùa ta sẽ thô bà rì quán là di su chinh sa ma thi ma nam ta đi ca nha ma hu sa ma thi na tê na sa mô na vê cha ti đăng vi thăm mê ra ta năng bà ni tăng hê tê na sa chê na su va thi hô tu dê bùng gà la a ta sa tăng bà sa tha cha ta ri ê ta ni yu ga ni hon ti te da ki nai ya su ga ta sa sa wa ka e te su din na ni ha pa la ni dang bi sang ke ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go ta ma sa sa nang ni te pa ti ba amatang vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su va ti ho tu ya
Yeah.